Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 60. Nói xong bà ta nhìn Diệp Huyên, đi vào cửa này thì có thể được kế thừa. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau lại hỏi, nguy hiểm không? Bà lão nhìn Diệp Huyên, người đoán xem. Diệp Huyên. Lúc này, bà lão nhìn sang Tiểu Thất, nếu người nắm giữ địa ngục này thì sau này có thể lợi dụng nó xây dựng quy chế luân hồi. Rõ ràng là bà ta muốn Tiểu Thất kế thừa địa ngục này. Bởi vì bản thân địa ngục này chính là do nhân vương thiết lập, Tiểu Thất kế thừa thì không còn gì tốt hơn. Tiểu Thất đưa mắt nhìn cánh cửa đó, quy chế luân hồi sao? Bà lão gật đầu, bên trong có 70 ác hồn, bọn họ đều có thể để ngươi sử dụng. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, ngươi cần không? Diệp Huyên nhìn bà lão, lạnh giọng nói, không, ta không cần. Nói rồi hắn lấy ra tháp giới ngục, thấp giọng thở dài, ôi, ta chỉ hứng thú kế thừa của ngũ duy thôi, những cái khác, ta hoàn toàn không có hứng thú. Bà lão nhìn tháp giới ngục trong tay Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, bảo vật ngũ duy. Diệp Huyên lạnh giọng đáp, chỉ một cái tháp mà thôi, không đáng nhắc đến. Không đáng nhắc. Nói rồi hắn cất lại tháp giới ngục. Bà lão đưa mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó bà ta nhìn Tiểu Thất, đi vào đi. Tiểu Thất khẽ gật đầu, sau đó đi vào cánh cửa đó. Trong sân chỉ còn lại Diệp Huyên và bà lão. Bà lão nhìn Diệp Huyên, chỗ ta có một thứ đồ, vừa khéo lại hợp với ngươi, nhưng đáng tiếc là ngươi nói chỉ cảm thấy hứng thú với đồ của ngũ duy, ôi. Diệp Huyên. Ước chừng khoảng một canh giờ sau, Tiểu Thất đã đi ra, mà trên hàng mày nàng ta lại có một vết máu. Bà lão nhìn Tiểu Thất, thành công rồi. Tiểu Thất gật đầu. Bà lão hỏi, bọn họ không làm khó ngươi. Tiểu Thất nhìn bà lão, lắc đầu, hình như bọn họ rất vui mừng. Bà lão khẽ gật đầu, cũng đúng, sẽ không có ai tốt hơn ngươi cả. Tiểu Thất nhìn bà lão, đi cùng ta không? Bà lão lắc đầu, ta muốn ở lại nơi này, thế giới bên ngoài, ta không muốn quan tâm nữa. Tiểu Thất gật đầu, nàng ta nhìn Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hai người đang muốn đi thì lúc này, bà lão ở cách đó không xa chợt lên tiếng, người trẻ tuổi. Diệp Huyên quay người nhìn bà lão khẽ điểm một ngón tay, một viên đá đen tuyền xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên không hiểu, đây là... Bà lão nói, đá hồn, lấy viên đá này khảm lên kiếm của ngươi thì có thể nâng cấp bậc của kiếm lên đến 2 cấp. Không chỉ vậy, vật này là khắc tinh của mọi linh hồn. Những linh hồn này không chỉ đơn thuần là linh hồn của nhân tộc, mà linh hồn của mọi sinh linh trong vũ trụ tứ duy này đều bị nó khống chế. Ngoài ra, nó còn có thể bồi dưỡng linh hồn của ngươi. Tất thảy mọi công kích của linh hồn cùng với thuật pháp của các loại linh hồn hay đạo tắc đều không ảnh hưởng đến ngươi. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là ngươi vô địch, nếu như gặp phải cao thủ đặc biệt, tỷ như. Nói xong, sắc mặt bà ta chợt nghiêm trọng, tỷ như cô gái váy trắng trước kia, trước mặt loại người này, tất cả bảo vật đều là phù du. Diệp Huyên khẽ thi lễ, đa tạ. Bà lão nhìn Tiểu Thất, vũ trụ tứ duy bây giờ đã không còn như thời đại nhân vương, sự xuất hiện của ngươi đại diện cho sự khác thường, tương lai e là sẽ có rất nhiều phiền phức. Tiểu Thất hỏi, có gì đáng sợ? Bà lão nhìn Tiểu Thất một lúc lâu, cuối cùng bà ta khẽ gật đầu, người có số mệnh nhân vương, có thể đi tìm lại những người của thời đại nhân vương, ta tin, có lẽ còn rất nhiều người đều chưa chết. Tiểu Thất hỏi, lợi hại không? Bà lão gật đầu, còn sống sót, không phải rất yếu thì đều là mạnh đến vô hạn. Tiểu Thất khẽ gật đầu, đã hiểu. Bà lão nhìn Tiểu Thất, bảo trọng. Tiểu Thất và Diệp Huyên quay người rời đi. Trong sân, bà lão trầm mặc một chập lâu, cuối cùng bà ta quay người đi về phía xa, không lâu sau, bà ta đã hoàn toàn biến mất ở nơi xa. Diệp Huyên và Tiểu Thất trở về trong tinh không, lúc này, âm thanh của ma chủ chợt vang lên trong đầu Diệp Huyên, người vừa nãy, rất mạnh. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, mạnh đến thế nào? Ma chủ nói, kém hơn ta chút. Diệp Huyên. Ma chủ lại nói, nhưng mà thật đáng tiếc. Thân thể bà ta đã không còn, hơn nữa, linh hồn không hoàn chỉnh, có lẽ đã bị người đánh tan rồi. Nếu không có lẽ đã là một cao thủ tuyệt thế. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, người biết thời đại nhân vương không? Ma chủ nói, có nghe một ít, nhưng cũng chỉ là chút ít thôi, không hiểu rõ nhiều, nếu ta đoán không nhầm thì tất cả lịch sử thời đại đó có lẽ đã bị một người hoặc thế lực nào để xóa bỏ rồi.
Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn đang định nói thì lúc đó, Tiểu Thất chợt cau mày, sắc mặt lạnh dần. Diệp Huyên nhìn Tiểu Thất, nàng ta thấp giọng, vũ trụ hỗn độn xảy ra chuyện rồi. Tinh không vũ trụ hỗn độn. Thượng quan Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, ở nơi sâu thẳm trong tinh không có đến hàng vạn người đang đứng. Đội quân đến từ đại thế giới huyền hoàng. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, người này chính là Phương Dạ. Mà sau lưng ông ta là quân Viễn Trinh đến từ đại thế giới huyền hoàng. Gọi là quân Viễn Trinh chính là đội quân mà đại thế giới huyền hoàng dùng để mở rộng lãnh thổ. Tác dụng của đội quân này là liên tục tìm kiếm vũ trụ mới, sau đó sẽ đánh chiếm. Mà thực lực của đội quân này đương nhiên là không thể nghi ngờ. Nhất là những người còn sống sót, có thể nói là ai ai cũng đều thân kinh bách chiến, kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú. Bên cạnh Thượng quan Tiên Nhi là Thiên Đạo, còn có cả Diêm Đao. Mà sau lưng bọn họ là quân cận vệ cùng với quân thần võ, và cả thánh kỵ sĩ của Tiểu Thất. Số người không nhiều, cộng lại cũng chỉ có 5.000. Nhưng khí thế và khí lực của 5.000 người này đều rất mạnh, nếu nhìn trên phương diện cá nhân thì 5.000 người này cũng không hề thua kém gì quân Viễn Trinh của đại thế giới huyền hoàng kia. Diêm Đao ở bên cạnh Thượng quan Tiên Nhi hỏi, có tin tức của bệ hạ không? Thượng quan Tiên Nhi lắc đầu, quá xa, không liên lạc được. Diêm Đao ngẩng đầu nhìn tinh không, ứng phó thế nào? Đột nhiên Thượng quan Tiên Nhi bay ra, rất nhanh sau đó, nàng ấy đã đến trước mặt Phương Dạ kia cách khoảng 100 trượng. Sau lưng Thượng quan Tiên Nhi, ngoại trừ Diêm Đao thì còn có thêm 3 người khác. Đó là Hướng Kình và Hướng Hữu cùng với Thiên Đạo. Phương Dạ quan sát Thượng quan Tiên Nhi, các người có 2 lựa chọn, hàng hoặc chết. Thượng quan Uyển Nhi khẽ cười, bệ hạ đã từng nói, thần quốc ta vĩnh viễn không cúi đầu với ai cả. Phương Dạ nhìn Thượng quan Tiên Nhi, đó là vì các người chưa gặp được ta. Vừa dứt lời, ông ta bất chợt biến mất. Ngay khoảnh khắc Phương Dạ biến mất, 3 người Hướng Kình sau lưng Thượng quan Tiên Nhi cũng đột nhiên biến mất. Ầm ầm, cả tinh không chấn động kịch liệt, 3 người Diêm Đao lập tức lùi ra đến 1.000 trượng. Mà khóe miệng 3 người đều có vết máu chậm rãi rơi xuống. Phương Dạ xuất hiện ở trước mặt Thượng quan Tiên Nhi, nhưng lúc này, đột nhiên một bóng người lại xông về phía Phương Dạ. Phương Dạ khẽ nhíu mày, quay người đánh ra một quyền. Ầm, xung quanh tinh không chấn động một trận. Ở trước mặt Phương Dạ không xa là một người đàn ông trung niên đang đứng. Chu Á Phu. Phương Dạ đánh giá Chu Á Phu, chưa từng nghĩ đến, ở vũ trụ này còn có một vị võ thần siêu phàm. Chu Á Phu nhìn Phương Dạ, ta đã nghe nói đến đại thế giới huyền hoàng của ngươi. Nghe nói các người đi đến bất kỳ nơi nào thì đến chó gà cũng không tha, là thật sao? Phương Dạ khẽ cười, là thật. Chu Á Phu nhìn Phương Dạ chằm chằm, vậy xem ra, các người phải dừng lại ở vũ trụ hỗn độn rồi. Phương Dạ cười ha ha, người có biết, trên con đường này chúng ta đã gặp biết bao nhiêu vũ trụ không? Trong đó cũng có không ít vũ trụ còn lớn mạnh hơn vũ trụ hỗn độn ngươi, nhưng kết quả cuối cùng thì bọn họ đều biến mất cả rồi. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất. Ở phía xa, đồng tử Chu Á Phu chợt co rút, ông ta đánh mạnh một quyền. Ầm ầm. Ngay sau khi tiếng nổ vang vọng vang lên thì Chu Á Phu chớp mắt đã lùi đến 1.000 trượng. Phương Dạ lạnh lùng nhìn Chu Á Phu, không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời, ông ta nâng 2 tay lên, trong phút chốc, tinh không xung quanh lập tức chấn động kịch liệt như nước đang sôi sục. Ở phía xa, ánh mắt Chu Á Phu lạnh băng, tay phải ông ta siết chặt lại, một nguồn sức mạnh kinh người ngưng tụ trong quyền của mình. Yên lặng trong chớp mắt, đột nhiên Chu Á Phu biến mất. Ầm ầm. Trong sân, một luồng sức lực mạnh mẽ xé rách không gian, phóng thẳng về phía Phương Dạ. Phương Dạ nhếch miệng xem thường, chắp 2 tay. Ầm ầm. Đột nhiên không gian xung quanh chấn động, trong phút chốc, Chu Á Phu trực tiếp bị đánh bay ước chừng cả 1.000 trượng. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Thượng quan Tiên Nhi chợt u ám. Nàng ấy biết, Phương Dạ trước mặt này có lẽ chỉ có Tiểu Thất và Diệp Huyên mới có thể đối phó được. Tiểu Thất thì năng lực cá nhân vô cùng mạnh, Diệp Huyên là nhiều chiêu thức, còn có cả cái tháp kia, nhưng bây giờ cả 2 người đều không có mặt, họ phải ngăn chặn Phương Dạ này thế nào? Trong không trung, Phương Dạ quay người nhìn Thượng quan Tiên Nhi,
hắn đang định ra tay thì ngay lúc ấy, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Thượng quan Tiên Nhi. Mục Nam Chi. Mục Nam Chi quan sát Phương Dạ, ngươi không phải cao thủ thần cảnh. Vẻ mặt Phương Dạ vô cảm, không thể không nói, chất lượng cao thủ ở vũ trụ hỗn độn này cũng không hề tệ. Mục Nam Chi cười nói, ngươi biết tiểu nha đầu kia không? Phương Dạ hỏi, thần chủ thần quốc. Mục Nam Chi gật đầu. Phương Dạ lạnh giọng nói, thế nào? Mục Nam Chi khẽ cười, ngươi sẽ hối hận vì coi thường nàng ta. Phương Dạ lắc đầu, ta trước giờ chưa từng xem thường nàng ta, nếu không ta cũng sẽ không xuất hiện ở vũ trụ hỗn độn này. Mục Nam Chi nheo mắt, bởi vì nàng ta không có ở đây nên ngươi mới đến. Phương Dạ nhìn Mục Nam Chi, giết, chớ có khinh địch. Ông ta vừa dứt lời thì quân Viễn Trinh sau lưng đồng loạt xông lên. Mặc dù chỉ có vạn người nhưng khí thế lại giống như đại quân cả trăm vạn người, vô cùng kinh sợ. Bên dưới, Thượng quan Tiên Nhi khẽ nói, bảo vệ thần quốc ta. Bảo vệ thần quốc ta. Sau lưng Thượng quan Tiên Nhi, hàng loạt cao thủ đồng thanh giống gào, ngay sau đó, mọi người lập tức xông vào nơi sâu thẳm tinh không. Ngoại trừ quân thần vệ và quân cận vệ, thì còn có cả thánh kỵ sĩ của thần quốc cùng với 9 quân đoàn. Ngoài ra, cao thủ đường tộc và cao thủ yêu tộc cũng có mặt. Không chỉ cao thủ hai tộc này, mà cao thủ võ viện và kiếm tông của thần Vũ Thành cũng có mặt, mà người dẫn đầu chính là An Lan Tú. Mục Nam Chi và Chu Á Phu cùng với nhóm cao thủ diêm đao của thần quốc thì lại ngăn chặn Phương Dạ. Không lâu sau, vẻ mặt Phương Dạ dần trở nên khó coi, bởi vì ông ta phát hiện, quân Viễn Trinh bọn họ vậy mà lại bị cao thủ của vũ trụ hỗn độn trấn áp. Nhất là thiên tài thần quốc dẫn đầu và nhóm người An Lan Tú, ở trước mặt quân Viễn Trinh gần như là kẻ vô địch. Mà lần này, cao thủ trên bảng thần của thần quốc cũng có mặt. Đặc biệt là Nguyên Nhất, người đứng đầu bảng thần của thần quốc, thuật pháp thần bí của nàng ta ở trong loại chiến đấu đội như vậy quả thực là mang tính hủy diệt. Trong tinh không, sắc mặt Phương Dạ càng lúc càng u ám, ông ta phát hiện, bản thân không phải là xem nhẹ quốc chủ thần quốc, mà là xem nhẹ sức lực các cao thủ cấp dưới của thần quốc. Nên nói là đã xem thường đối phương quá mức. Trầm mặc một chập, Phương Dạ mở bàn tay phải, một thẻ lệnh màu vàng phóng thẳng lên trời, trong chớp mắt đã biến mất nơi sâu thẳm tinh không. Thấy vậy, sắc mặt nhóm người Thượng quan Tiên Nhi khẽ trùng xuống, không cần nói, nhất định Phương Dạ này là đang gọi người đến. Thượng quan Tiên Nhi quay đầu, để người của ám vệ đến nơi sâu trong tinh không. Trong tối, một người mặc áo đen mang đao lặng lẽ lùi đi. Thượng quan Tiên Nhi nhìn sâu thẳm trong tinh không, khẽ nói, bệ hạ, người phải mau chóng quay lại mau. Xa thẳm trong nơi sâu tinh không. Diệp Huyên và Tiểu Thất ngồi trên tàu đế tinh xuyên qua với tốc độ cực nhanh. Tốc độ tàu đế tinh đã đạt đến cực hạn. Trên đầu tàu đế tinh, Tiểu Thất lặng lẽ đứng đó mà sau lưng nàng ta không xa, là Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng, kiếm chấn hồn bay lơ lửng trước mặt hắn. Dung hợp. Lúc này hắn đang dung hợp viên đá kia với kiếm chấn hồn. Không thể không nói, đây không phải là một chuyện đơn giản, thế nhưng cũng may là thuộc tính kiếm chấn hồn và hồn thạch lại tương đồng, chỉ là cần phải hấp thụ rất nhiều linh khí, hơn nữa còn cần hắn điều hòa từ bên trong. Thời gian trôi qua từng chút một. Hồn thạch và kiếm chấn hồn càng lúc càng dung hợp với nhau, mà lúc này, hơi thở kiếm chấn hồn cũng càng lúc càng mạnh hơn. Lúc này, tiểu hồn có phần hưng phấn nói, tiểu chủ, hồn thạch này thật sự quá tốt. Dung hợp với nó, ta nhất định sẽ dễ dàng vượt qua thần cảnh. Diệp Huyên cười nói, trên thần cảnh là gì? Tiểu hồn trầm mặc một lúc, sau lại nói, chí cảnh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chí cảnh. Tiểu hồn nói, đúng vậy, có nghĩa là đạt đến giới hạn của bản thân chúng ta, thanh kiếm thiên chu kia trong tay tiểu chủ có lẽ chính là chí cảnh đỉnh cao, nó cũng đã đạt đến giới hạn của bản thân, muốn đột phá lần nữa có thể phải cần có tiểu chủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên hỏi, cần ta cái gì? Tiểu hồn nói, kiếm vì người mà bất phàm, nó muốn đạt đến phàm kiếm trong truyền thuyết thì phải dựa vào tạo hóa kiếm đạo của tiểu chủ mình. Ta cũng vậy, nếu ta muốn đạt đến cấp bậc phàm kiếm trong truyền thuyết thì cũng cần dựa vào tiểu chủ, vì vậy sau này ta sẽ cùng tiểu chủ nỗ lực cố gắng. Diệp Huyên khẽ cười, cùng nhau cố gắng. Kiếm chấn hồn tiếp tục bắt đầu dung hợp với hồn thạch,
Ước chừng sau một canh giờ, đột nhiên kiếm chấn hồn rung lên, một luồng hơi thở mạnh mẽ từ trong kiếm chấn hồn cuộn trào, luồng hơi thở này vừa xuất hiện thì không gian tinh không xung quanh lập tức sôi sục dữ dội. Lúc này, Tiểu Thất ở gần đó bỗng nói, ngươi xem. Diệp Huyên đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh Tiểu Thất, sau đó ngẩng đầu nhìn về nơi cách đó không xa, ở hướng đó, một đám binh lính mặc áo giáp đen, tay cầm trường thương đang ngự không xuyên qua. Mà ngay lúc đó, Tiểu Thất lại xuất hiện trước mặt đám binh lính, những người này lập tức dừng lại. Người đứng đầu nhìn Tiểu Thất chằm chằm, ngươi là kẻ nào? Tiểu Thất quan sát người đứng đầu, các ngươi là người của đại thế giới huyền hoàng. Người đứng đầu khẽ nheo mắt, sao ngươi biết được? Tiểu Thất lại hỏi, các ngươi muốn đến vũ trụ hỗn độn. Người đứng đầu khẽ cau mày, sao ngươi lại biết? Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, ngươi quay về trước, ta ngăn chặn bọn chúng. Diệp Huyên liếc mắt nhìn người đứng đầu kia, hơi thở người đứng đầu trước mắt này vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng là cao thủ thần cảnh. Quan trọng nhất là sau lưng ông ta có 100 người, mà trong đó cao thủ thần cảnh ít nhất cũng 10 người, cấp bậc đế cảnh cũng tới 30 người. Hơn nữa, hơi thở những người này đều vô cùng mạnh mẽ, căn bản không thể so với cao thủ đế cảnh bình thường, rõ ràng những người này không phải người tầm thường. Diệp Huyên hỏi, hợp tác. Tiểu Thất lắc đầu, đề phòng vũ trụ hỗn độn có biến, người đi trước đi, ta sẽ đến theo sau. Diệp Huyên nghĩ một lúc. Sau đó gật đầu, cẩn thận. Nói xong, hắn quay người biến mất trong tinh không xa xôi. Trước mặt Tiểu Thất, người đứng đầu kia nhìn nàng ta chằm chằm, người có biết mình đang làm gì không? Tiểu Thất không nói lời thừa thãi, nàng ta mở bàn tay phải, cả người lập tức hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên trời. Bù! Ngay sau khi tiếng kiếm vang vọng, ở nơi xa, một loạt những cái đầu đầm đìa máu rơi xuống không ngừng. Ước chừng nửa canh giờ sau, Tiểu Thất thu lại kiếm, trước mặt nàng ta là một vùng toàn thi thể. Tiểu Thất lạnh lùng liếc nhìn những thi thể đó rồi xoay người rời đi. Mà khi đó, sắc mặt nàng ta đột nhiên thay đổi. Diệp Huyên tăng tốc độ của mình đến mức tối đa, với tốc độ hiện tại của hắn thì nhiều nhất là một canh giờ đã có thể quay về đến vũ trụ hỗn độn. Ước chừng sau nửa canh giờ, âm thanh của ma chủ đột nhiên vang lên, nguy hiểm. Diệp Huyên lập tức dừng lại. Mà ngay khi hắn vừa dừng lại, giữa hai hàng mày hắn lập tức đã bị xuyên qua. Kiếm. Diệp Huyên vừa mới dừng lại đã bị một thanh kiếm xuyên thủng giữa chân mày. Lúc này Diệp Huyên thấy vô cùng khiếp sợ. Không ngờ người lại ra tay nhanh đến thế. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vào khoảnh khắc kiếm xuyên qua giữa chân mày, hắn theo bản năng xoay người chém xuống một kiếm. Vụt. Một kiếm chém xuống. Nhưng lại chém vào không khí. Vì trước mặt hắn không có gì cả. Biến mất rồi. Diệp Huyên híp mắt lại, giơ tay sờ lên giữa chân mày, kiếm nơi đó đã biến mất rồi. Không thể không nói khi nãy thật sự hơi đáng sợ, nếu cái đối phương cầm không phải kiếm thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, giọng nói của ma chủ đột nhiên vang lên, cách ẩn náu của đối phương rất đặc biệt, phải cẩn thận. Diệp Huyên hỏi, tiền bối. Người biết vị trí của đối phương không? Ma chủ nói, biết, nhưng người thật sự cần ta nói với người à? Diệp Huyên im lặng. Đương nhiên hắn hiểu ý của ma chủ. Nếu cái gì cũng cần ma chủ ra tay, thì hắn sẽ ngày càng lệ thuộc vào ma chủ. Ma chủ lại nói, bây giờ ta không muốn bại lộ quá nhiều, nếu không sẽ không có lợi với ngươi. Diệp Huyên hỏi, vì sao? Ma chủ đáp, vì một vài lý do đặc biệt. Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn bế quan một khoảng thời gian, hy vọng khi ta tỉnh lại, ngươi vẫn còn sống. Diệp Huyên cười khổ, ma chủ này lại bế quan rồi. Thật ra thì đến bây giờ, hắn cũng hơi nghi ngờ vì sao ma chủ này không rời khỏi tháp giới ngục. Với thực lực của ma chủ này, y hoàn toàn có thể rời khỏi tháp giới ngục. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tiến về phía trước. Khoảng một khắc sau. Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, đạo tắc không gian xuất hiện ở giữa chân mày hắn, một khắc sau, không gian xung quanh không ngừng rung động, ngay sau đó, Diệp Huyên chém nhanh một cái về bên phải. Vụt! Một tia kiếm quang chém rách không gian, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách đó trăm trượng, theo Diệp Huyên chém tới một kiếm này, bóng người kia liên tục lùi về sau. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn bóng người kia,
nhìn từ vóc dáng, có lẽ đối phương là nữ. Nữ sát thủ. Có điều đối phương mặc đồ đen, đầu đội mũ rộng vành, hoàn toàn không nhìn ra khuôn mặt. Diệp Huyên quan sát nữ sát thủ, đại thế giới huyền hoàng. Cô gái không nói gì, lặng lẽ biến mất. Vào khoảnh khắc cô gái biến mất, Diệp Huyên cũng biến mất theo. So về công pháp ẩn náu, Diệp Huyên hắn không thua kém bất cứ một ai cả. Diệp Huyên cũng không dây dưa với nữ sát thủ, việc cần làm bây giờ là mau chóng trở lại vũ trụ hỗn độn. Vũ trụ hỗn độn. Lúc này tình hình trong tinh không của vũ trụ hỗn độn rất kịch liệt. Dù những quân viễn chinh đến từ đại thế giới huyền hoàng kia đã bị thiên tài và cao thủ của thần quốc áp chế, nhưng thực lực của bọn họ cũng rất mạnh, cao thủ của vũ trụ hỗn độn hoàn toàn không thể tiêu diệt bọn họ trong khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa trong những quân viễn chinh này cũng có một vài cao thủ vô cùng vượt trội. Chiến. Hai bên chiến đấu vô cùng ác liệt. Phương Dạ trên không trung lạnh lùng nhìn xuống dưới, cách không xa trước mặt ông ta là Mục Nam Chi và Chu Á Phu, còn có mấy cao thủ hàng đầu thần quốc như Diêm Đao. Ở vũ trụ hỗn độn bây giờ, không có một ai đấu tay đôi thắng được Phương Dạ này cả. Phía xa, Diêm Đao bên cạnh Thượng Quan Tiên Nhi cất lời, bảo bọn họ ra tay. Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu, những người này vẫn không đáng để bọn họ ra tay. Diêm Đao gật đầu. Lúc này, Phương Dạ ở cách đó không xa đột nhiên biến mất. Diêm Đao rút dao ra chém một nhát. Mà mấy người Mục Nam Chi cũng đồng loạt ra tay. Trong tinh không, một tiếng nổ vang bỗng nhiên vang vọng, ngay sau đó, Phương Dạ quay lại chỗ cũ. Lúc này, sắc mặt Phương Dạ rất nặng nề, tuy ông ta mạnh hơn tất cả mọi người ở vũ trụ hỗn độn, nhưng những người trước mắt liên thủ với nhau, ông ta cũng không làm gì được. Một lát sau, Phương Dạ xoay người nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, ông ta hơi nhíu mày, quân chi viện vẫn chưa đến, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì rồi sao? Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện bên cạnh Phương Dạ, trầm giọng nói, có chuyện rồi. Phương Dạ híp mắt lại, nhìn về phía đám người Thượng Quan Tiên Nhi, xem ra ta đánh giá thấp các ngươi rồi. Ha ha! Lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên. Phương Dạ xoay người nhìn, không gian cách chỗ ông ta không xa đột nhiên nứt ra, sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Thấy người đàn ông trung niên này, Phương Dạ xa sầm mặt. Thống lĩnh Bắc Cảnh Quân, Tiêu Biệt Võ. Tiêu Biệt Võ nhìn Phương Dạ, cười nói, Phương Huynh, xem ra Huynh gặp khó khăn rồi. Vẻ mặt Phương Dạ không chút cảm xúc, Tiêu Biệt Võ, nghe nói 100 người của Bắc Cảnh Quân ngươi đều bị tiêu diệt hết rồi. Tiêu Biệt Võ híp mắt lại, tin tức của Huynh cũng nhanh nhạy đấy. Phương Dạ cười, dù là bên phía ta hay ngươi đều không thể nuốt trọn vũ trụ hỗn độn này, hợp tác không? Tiêu Biệt Võ cười, được thôi. Nhưng mục tiêu của ta là Diệp Huyên và thần Võ Thành. Phương Dạ nhìn chằm chằm Tiêu Biệt Võ, người muốn nuốt bảo vật đó một mình à? Tiêu Biệt Võ cười, Phương Huynh, nhiệm vụ của quân viễn chinh các huynh là chinh phục vũ trụ, bảo vật đó không nằm trong nhiệm vụ của các người. Đương nhiên nếu huynh muốn cũng không phải là không thể, có điều bây giờ chúng ta thảo luận về việc này hơi sớm rồi. Đợi sau đó, chúng ta lại thảo luận về nó sau, được chứ? Phương Dạ im lặng một lát rồi gật đầu, được thôi. Tiêu Biệt Võ cười ha ha, sau đó nói, huynh giữ chân bọn họ. Nói xong, ông ta nhìn xuống An Lan Tú bên dưới, người này chắc là hồng nhan chi kỷ của Diệp Huyên kia đúng không? Ta thật sự rất tò mò, đợi khi Diệp Huyên kia quay lại, hắn sẽ lựa chọn bảo vật kia hay là hồng nhan chi kỷ của mình đây? Thượng Quan Tiên Nhi ở cách đó không xa chen miệng vào, các hạ. Đừng nên động vào người thân của hắn thì tốt hơn. Tiêu Biệt Võ nhìn Thượng Quan Tiên Nhi, vì sao? Thượng Quan Tiên Nhi nhìn thẳng vào Tiêu Biệt Võ, bình thường Diệp thành chủ này của chúng ta trông thì cẩu thả, thích chơi ăn gian, trông rất vô hại, nhưng nếu ai động vào người thân của hắn sẽ rất tức giận. Giận à? Tiêu Biệt Võ cười nói, ta chỉ thích nhìn kẻ thù tức giận thôi, bọn họ càng giận, ta sẽ càng vui. Dứt lời. Ông ta lập tức biến mất. An Lan Tú đang giao thủ với người khác ở bên dưới chợt thay đổi sắc mặt, nàng ngẩng đầu, đâm một thương ra. Một thương đâm ra, An Lan Tú tức lùi xa mấy trăm trượng. Tiêu Biệt Võ quan sát An Lan Tú một lát, nhẹ giọng nói, thực lực không tệ. Dứt lời, ông ta nhanh chóng xông về phía trước.
không gian xung quanh rung động kịch liệt tựa như động đất, vô cùng đáng sợ. Thấy cảnh này, sắc mặt của Thượng Quan Tiên Nhi ở cách đó không xa lập tức thay đổi, giúp nàng. An Lan Tú rất yêu nghiệt, nhưng nàng hoàn toàn không thể nào chống lại Tiêu Biệt Võ này được, dù sao thì ông ta cũng là cao thủ trên thần cảnh. Mấy người Mục Nam Chi lập tức muốn ra tay, nhưng Phương Dạ đã chặn bọn họ lại. Phía xa, theo một tiếng nổ vang, An Lan Tú lại bay ra ngoài một lần nữa. Vừa mới dừng lại, một ngụm máu tươi đã chậm rãi chảy ra từ khóe miệng của An Lan Tú. An Lan Tú lau máu tươi trên khóe miệng, một khắc sau, nàng đột nhiên xông về phía trước, đâm ra một thương. Một thương nhanh như tia chớp. Tiêu Biệt Võ ở đối diện An Lan Tú nở nụ cười khinh thường, ông ta siết chặt tay phải, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này khiến đòn tấn công của An Lan Tú bị chặn lại, cùng lúc đó, ông ta xuất hiện trước mặt An Lan Tú, đánh một quyền về phía mặt nàng. An Lan Tú híp mắt lại, xông về phía trước, tung một quyền ra để chặn lại. Nàng hoàn toàn không thể lùi bước, nếu lùi bước, tình cảnh sẽ trở nên tệ hại hơn, nữa, tốc độ của Tiêu Biệt Võ này vượt xa nàng, cũng không rút lui được. Một quyền của An Lan Tú nhanh chóng chạm vào nắm đấm của Tiêu Biệt Võ. An Lan Tú lập tức bay ra ngoài, cùng lúc đó, cả cánh tay phải của nàng đã nổ tung. Sau khi dừng lại, khóe miệng An Lan Tú có máu tươi chảy xuống. Tiêu Biệt Võ nhìn An Lan Tú, cười nói, không thể không nói ta rất thích cảm giác này. Cảm giác ỷ mạnh hiếp yếu ấy. Biết tại sao không, vì như thế có thể tùy ý nắm giữ mạng sống của người khác. Nói xong, ông ta nhìn mấy người của thần võ thành bên dưới, đợi lát nữa ta sẽ giết chết tất cả những người có liên quan đến Diệp Huyên ở thế giới này, sau đó treo đầu các ngươi trong tinh không, ta rất muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận của hắn. Nói đến đây, ông ta xoay người nhìn về phía An Lan Tú, cười nói, trời cao có đức hiếu sinh, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi phải trả giá gì đó, ngươi hiểu ý ta chứ? An Lan Tú giơ tay trái lau đi máu tươi trên khóe miệng. Sau đó chậm rãi siết chặt tay, lúc này, Tiêu Biệt Võ kia lại nói, ngươi là hồng nhan chi kỷ của hắn, nếu ngươi phản bội hắn, sau đó triền miên với người đàn ông khác trước mặt hắn, ngươi nói xem có khi nào hắn sẽ rất tức giận không? Ha ha! An Lan Tú nhìn Tiêu Biệt Võ, có phải hắn ngủ với vợ ông không? Tiêu Biệt Võ híp mắt, An Lan Tú lại nói, nếu không sao ông lại hận hắn thế? Tiêu Biệt Võ nhìn An Lan Tú. Cười đáp, ta thích nhất nữ nhân mạnh mẽ, vì như thế khi chinh phục mới có cảm giác. Dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất. Phía xa, An Lan Tú chợt siết chặt tay trái, sau đó đánh ra một quyền. Không gian xung quanh rung động dữ dội, ngay sau đó, An Lan Tú lại bị đánh bay lần nữa, mà lần này, tay trái của nàng đã vặn vẹo biến dạng. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. An Lan Tú ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, trong mắt nàng hiện lên chút gợn sóng, như là nhớ lại chuyện cũ. Thanh Thành năm đó, lần đầu gặp nhau, cô gái áo trắng, chàng trai trẻ trung. Thích không? Nàng không biết. Nàng chỉ biết lần đầu lúc gặp, ấn tượng của nàng với hắn không tệ. Dù chẳng biết hắn trở nên mặt dày từ khi nào, lúc đầu hắn không phải người như thế, lúc đó có lẽ vì muội muội bị bệnh. Nên hắn sống rất thu mình. Sau đó khi muội muội khỏi bệnh, hắn lại càng mặt dày, hơn nữa còn không thể làm gì được. Nhưng vẫn may là trái tim hắn chưa từng thay đổi. Hắn vẫn là thiếu niên kia, chỉ có điều mặt hơi dày hơn một chút thôi. Nghĩ đến lần hắn tỏ tình lúc ở võ viện kia. An Lan Tú chậm rãi nhắm mắt lại, mọi thứ đã đủ rồi. Quen biết, hiểu nhau, đã đủ rồi. Nghĩ đến đây. Huyền khí trong người An Lan Tú bắt đầu dao động. Phía xa, Tiêu Biệt Võ đi về phía An Lan Tú, ông ta nhếch môi cười, muốn tự sát hả, nhưng ngươi sẽ không được như ý đâu. Ta sẽ chinh phục ngươi, ha ha. Nói xong, ông ta lập tức muốn ra tay, nhưng lúc này, một tiếng cười gần đột nhiên vang lên từ trong tinh không xa xa, chinh phục nữ nhân của ta. Ông nghĩ mình là ai? Tiêu Biệt Võ dừng lại, xoay người nhìn. Tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía tinh không kia. Trong tinh không kia, một thanh niên kiếm tu lao nhanh về phía này, cùng lúc đó, giọng nói của kiếm tu vang vọng trong vũ trụ như tiếng sấm, nhất kiếm, vô, lượng. Khi một chữ cuối cùng vang lên,
Ong! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Lúc này, gần như cả vũ trụ hỗn độn đều nghe thấy tiếng kiếm reo này. Không những thế, vào khoảnh khắc tiếng kiếm reo vang lên, tất cả kiếm trong vũ trụ hỗn độn đều rung lên dữ dội, cùng phát ra âm thanh. Trong tinh không, một tia kiếm quang tựa như ngôi sao lướt qua. Khi nhìn thấy tia kiếm quang này, sắc mặt của tất cả mọi người trong tinh không đều thay đổi. Phải nói là hoảng sợ. Tất cả cao thủ đều lộ vẻ hoảng sợ. Một kiếm này khiến tất cả mọi người cảm nhận được hơi thở của cái chết. Đặc biệt là Tiêu Biệt Võ kia, vào khoảnh khắc nhìn thấy kiếm quang, ông ta cũng đánh hơi được mùi vị của cái chết. Chết! Lúc này, sắc mặt ông ta tái nhợt như tờ giấy. Vì một giọng nói ở sâu trong nội tâm nói với ông ta chết chắc rồi. Nhưng ông ta vẫn không ngồi chờ chết, ông ta quát lên một tiếng, thúc giục tất cả huyền khí trong người, đánh ra một đòn mạnh nhất. Nhưng một đòn mạnh nhất này của ông ta lại trông vô cùng nhỏ bé ở trước kiếm quang đó. Hơn nữa, khi còn cách tia kiếm quang đó khoảng nghìn trượng, lực lượng của ông ta lại đột nhiên biến mất. Một kiếm này, coi thường mọi thứ. Ngay sau đó, thân thể Tiêu Biệt Võ cứng đờ, bắt đầu dần biến mất. Lúc này, một kiếm tu trẻ tuổi xuất hiện trước mặt ông ta. Người đó, chính là Diệp Huyên. Tiêu Biệt Võ nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt mờ mịt, đây là kiếm kỹ gì? Vì, ông ta còn chưa nói hết thì cả người đã biến mất, lần biến mất này không chỉ là chết, mà linh hồn, nhân quả, số mệnh của ông ta cũng đều biến mất theo. Nói một cách đơn giản là ông ta đã bị một kiếm này hủy đi tất cả. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Một kiếm kia giết chết Tiêu Biệt Võ đã trên thần cảnh chỉ trong nháy mắt. Diệp Huyên không quan tâm đến tất cả mọi người, hắn xoay người đi tới trước mặt An Lan Tú, An Lan Tú đã không còn tự bạo nữa. Nhìn dáng vẻ của An Lan Tú trước mặt, khuôn mặt Diệp Huyên dần trở nên vặn vẹo, kiếm Thiên Chu trong tay hắn lại bắt đầu rung lên. An Lan Tú nhẹ giọng nói, ta không sao. Diệp Huyên đột nhiên xoay người. Một tia sáng màu đỏ phóng lên cao từ trong người hắn. Huyết mạch khởi động. Gần như trong nháy mắt, tóc của Diệp Huyên biến thành màu đỏ như máu. Diệp Huyên nhìn về phía Phương Dạ, gằn giọng nói, nhất kiếm. Nghe thấy hai chữ này, sắc mặt Phương Dạ lập tức thay đổi, ông ta nói ngay, rút lui. Dứt lời, ông ta xoay người muốn đi. Mà lúc này, Diệp Huyên lại xông lên. Ong! Một tia kiếm mang đỏ như máu xuất hiện. Giết! Diệp Huyên ở phía xa gào lên một tiếng, giọng nói tựa như dã thú nổi điên. Diệp Huyên xông vào trong đám quân viễn trinh kia, những tia kiếm mang đỏ như máu tựa như mưa bão lan tràn ra bốn phương tám hướng, nơi nó đi qua, có thể nói là thây phơi khắp nơi. Cuối tinh không, Phương Dạ đột nhiên dừng lại, ông ta xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này, Diệp Huyên đang đuổi giết quân viễn trinh của ông ta như nổi điên. Tốc độ của quân viễn trinh cũng không nhanh bằng Diệp Huyên, hơn nữa kiếm của Diệp Huyên quá sắc bén, mỗi một kiếm đều có một cái đầu máu chảy đầm đìa rơi xuống. Phương Dạ bèn muốn ra tay, mà lúc này, một ông lão ở bên cạnh ông ta đột nhiên nói, tướng quân, người không thể chết, phải lấy đại cuộc làm trọng. Phương Dạ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sát khí như ngưng tụ thành thực thể trong mắt ông ta. Ông lão nặng nề nói, tướng quân, tên này chúng ta không đấu lại đâu, xin tướng quân lấy đại cuộc làm trọng. Phương Dạ nhìn Diệp Huyên giết người như phát điên ở phía xa, Diệp Huyên, đại thế giới huyền hoàng ta nhớ kỹ ngươi rồi. Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Dạ, vẻ mặt hắn vô cùng dữ tợn, đến đây mà giết. Phương Dạ lạnh lùng nhìn Diệp Huyên một cái, xoay người rời đi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên sau lưng ông ta. Tàn sát. Sau khi kích hoạt huyết mạch, chiến lực của Diệp Huyên có thể nói là lại tăng lên mấy bậc, cộng thêm kiếm Thiên Chu trong tay hắn, vì thế, chỗ hắn đi qua, gần như không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa cao thủ của thần quốc cũng đang ra tay, vì thế chưa bao lâu, đám quân viễn trinh kia đã bị giết sạch. Bị giết chết hết. Nhưng Phương Dạ và mấy người cầm đầu thì đã chạy trốn cả. Diệp Huyên đứng yên trong tinh không, một hơi thở vô cùng mạnh mẽ quanh người hắn không ngừng lan tràn ra xung quanh. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyên nhắm mắt, tay phải nắm chặt kiếm trong tay, kiếm đang rung rung. Áp chế.
hắn đang áp chế huyết mạch chi lực trong người. Thật ra sau khi huyết mạch chi lực này kích hoạt, hắn chưa từng hoàn toàn phóng thích lực lượng của nó. Cũng không dám hoàn toàn phóng thích. Vì hắn biết nếu còn tiếp tục phóng thích, có thể hắn sẽ không khống chế được bản thân. Huyết mạch chi lực này thật sự quá đáng sợ. Khoảng nửa giờ sau, Diệp Huyên mở mắt ra, lúc này, hắn đã bình thường trở lại. Sau khi khôi phục, hắn xoay người đi tới trước mặt An Lan Tú, mở tay phải ra, một bình bạch ngọc xuất hiện trước mặt nàng. An Lan Tú cũng không từ chối, mở bình ngọc ra, nuốt vào hai viên đan dược lớn chừng ngón tay cái. Vừa mới uống đan dược vào người, vết thương trên người An Lan Tú bắt đầu hồi phục với tốc độ vô cùng nhanh. An Lan Tú tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng nhìn về phía Diệp Huyên. Trong lòng Diệp Huyên cũng thấy hơi khiếp sợ, hắn không ngờ hiệu quả của đan dược này lại tốt đến thế. Đây đúng là đồ tốt. Lúc này, mấy người Thượng Quan Tiên Nhi đi tới chỗ Diệp Huyên, Thượng Quan Tiên Nhi thi lễ với Diệp Huyên, Diệp Thành Chủ, bệ hạ đâu. Lúc này, khi nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt đám người thần quốc có thêm mấy phần tôn kính. Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh, tiểu thất vẫn chưa quay lại sao? Thượng Quan Tiên Nhi xa sầm mặt, không phải bệ hạ đi cùng ngài ư? Diệp Huyên nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn im lặng một lát rồi nói, có gì đó không bình thường, ta đi xem thử. Dứt lời, hắn lập tức biến thành một tia kiếm quang biến mất ở phía xa. Thượng Quan Tiên Nhi và mấy cao thủ thần quốc cũng vội vàng đuổi theo. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên đi tới chỗ hắn và tiểu thất tách nhau ra. Lúc này, nơi này đã trở thành một vùng đen kịt. Không gian trong phạm vi trăm nghìn trượng xung quanh đều bị hủy hoại. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề, tiểu thất xảy ra chuyện rồi sao? Mấy cao thủ thần quốc đi tới cùng Diệp Huyên cũng xa sầm mặt. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Kiếm của tiểu thất. Diệp Huyên cầm lấy kiếm của tiểu thất, kiếm hơi rung lên, tựa như đang nói gì đó. Diệp Huyên vội nói, tiểu Linh Nhi, nó đang nói gì vậy? Tiểu Linh Nhi xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, cô bé nhìn thanh kiếm kia, một lát sau, cô bé lại nhìn Diệp Huyên, nó nói tiểu cô nương kia muốn ngươi tạm thời thay thế vị trí quốc chủ thần quốc. Tạm thời thay thế vị trí quốc chủ thần quốc. Nghe vậy, mấy người thần quốc đang có mặt đều sửng sốt. Tạm thời thay thế quốc chủ thần quốc. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi cầm lấy kiếm của tiểu thất, bệ hạ ở đâu? Kiếm hơi rung lên. Thượng Quan Tiên Nhi quay đầu nhìn tiểu Linh Nhi, tiểu Linh Nhi mở to mắt, sau đó nói, xảy ra chuyện rồi. Thượng Quan Tiên Nhi lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Thanh kiếm kia đung đưa trái phải. Tiểu Linh Nhi nói, nó không biết. Chỉ biết là xảy ra chuyện thôi, vì tiểu tỷ tỷ kia ném nó ra ngoài. Nghe vậy, sắc mặt Thượng Quan Tiên Nhi lập tức trở nên tái nhợt như tờ giấy. Rõ ràng tiểu thất đã xảy ra chuyện gì rồi, cho nên mới ném kiếm ra ngoài. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Đại thế giới huyền hoàng. Sau một thoáng yên tĩnh, Thượng Quan Tiên Nhi xoay người quát to, bảo toàn bộ Thiên Cơ Tông tìm kiếm tung tích của bệ hạ. Vâng. Một cao thủ thần quốc lặng lẽ rời đi. Sắc mặt mấy cao thủ thần quốc xung quanh cực kỳ khó coi. Tiểu thất, nàng ta là chỗ dựa của thần quốc. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, tiền bối, người có đó không? Ma chủ không trả lời. Rõ ràng ma chủ này đã bế quan rồi. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt mờ mịt, với thực lực của tiểu thất, người bình thường hoàn toàn không làm gì được nàng ta. Rốt cuộc nàng ta gặp phải chuyện gì? Lúc này, một ông lão mặc áo dài trắng đi tới bên cạnh Thượng Quan Tiên Nhi, người này chính là Tông Chủ Thiên Cơ Tông. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn về phía Tông Chủ Thiên Cơ Tông, sao rồi? Ông lão lắc đầu, không có tin tức gì cả. Thượng Quan Tiên Nhi khẽ nhíu mày, có ý gì? Tông Chủ Thiên Cơ Tông nói với giọng điệu nặng nề, có ba khả năng. Thứ nhất, bệ hạ cách nơi này quá xa. Chúng ta không cảm nhận được nàng, thứ hai, bệ hạ bị người ta giấu đi, thứ ba, bệ hạ đã chết. Thượng Quan Tiên Nhi gần giọng nói, sao có thể chết được? Tông chủ Thiên Cơ Tông khẽ thở dài, không nói gì. Lúc này, kiếm của tiểu thất đột nhiên rung lên, sau đó, một con dấu màu vàng bay ra từ trong kiếm, cuối cùng bay tới trước mặt Diệp Huyên. Ấn thần chủ. Thấy cảnh này,
mấy cao thủ thần quốc đều yên lặng. Rõ ràng Tiểu Thất muốn Diệp Huyên tạm thời thay thế vị trí quốc chủ thần quốc. Đám người thần quốc im lặng. Diệp Huyên đột nhiên xoay người rời đi. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh trố mắt nhìn nhau. Sau khi rời khỏi, Diệp Huyên đi tới một vùng tinh không, một khắc sau, đạo tắc không gian xuất hiện ở giữa chân mày của hắn, một hư ảnh lơ lửng ở chỗ cách bên phải hắn khoảng trăm trượng. Người này chính là nữ sát thủ trước đó từng ám sát hắn. Nữ sát thủ đầu đội mũ rộng vành, không thấy rõ dung mạo, tay trái nàng ta cầm một thanh trường kiếm tựa như xương cá. Diệp Huyên nhìn nữ sát thủ, không thấy nàng đâu, có phải do các ngươi làm không? Nữ sát thủ im lặng một lát rồi nói, sao ngươi trúng một kiếm của ta mà không chết? Diệp Huyên nhìn nữ sát thủ, ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi trả lời ta một vấn đề. Nữ sát thủ gật đầu, được. Diệp Huyên nói, công pháp đặc biệt. Nữ sát thủ hỏi, công pháp gì? Diệp Huyên nói, đây là vấn đề thứ hai. Nữ sát thủ yên lặng. Diệp Huyên hỏi, nàng biến mất, có phải do các ngươi làm không? Nữ sát thủ lắc đầu, không phải. Diệp Huyên híp mắt lại, vậy là ai? Nữ sát thủ nói, đây là vấn đề thứ hai. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi hỏi đi. Nữ sát thủ hỏi, ngươi có thể hấp thụ tất cả kiếm à? Diệp Huyên gật đầu. Nữ sát thủ lại hỏi, kiếm kỹ ngươi sử dụng lúc trước là kiếm kỹ gì? Diệp Huyên đáp, nhất kiếm vô lượng, võ học có 102 của ngũ duy. Nữ sát thủ im lặng một lát, sau đó nói, đừng nghĩ đến việc cứu nàng ta. Nàng ta bị những người đó theo dõi rồi. Diệp Huyên nhíu mày, ai? Nữ sát thủ im lặng. Diệp Huyên hỏi, không thể nói à? Nữ sát thủ im lặng một hồi mới nói, không dám nói. Không dám nói. Diệp Huyên sa sầm mặt, rốt cuộc là thế lực nào đang nhằm vào Tiểu Thất? Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên nhìn về phía nữ sát thủ, vì sao ngươi muốn giết ta? Nữ sát thủ không trả lời, nàng ta lặng lẽ biến mất. Diệp Huyên cảm nhận không gian xung quanh, hắn phát hiện đối phương đã hoàn toàn biến mất. Đi rồi. Diệp Huyên cau mày, rốt cuộc là ai đang nhằm vào Tiểu Thất? Còn nữa, nữ sát thủ này là ai phái đến? Có quá nhiều nghi vấn. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đột nhiên đi tới. Diệp Huyên nhìn Thượng quan Tiên Nhi, nàng nhẹ giọng nói, bây giờ ngài tạm thời thay thế vị trí quốc chủ của thần quốc. Diệp Huyên lắc đầu, ta không thích hợp. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Làm quốc chủ của thần quốc. Hắn thật sự không có hứng thú, hơn nữa, người của thần quốc cũng sẽ không thích để hắn làm thần chủ. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi chắn trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy nhìn thẳng vào Diệp Huyên, Diệp công tử, ngài và bệ hạ có phải bạn bè không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, Diệp công tử, nếu ngài không làm thần chủ, rất có thể thần quốc ta sẽ nội loạn. Diệp Huyên nhíu mày, nội loạn. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, thần quốc nhìn như rất đoàn kết, nhưng cũng có một vài mâu thuẫn nội bộ, mà lúc trước có bệ hạ trấn áp, những mâu thuẫn này không có ai dám khơi. Bây giờ bệ hạ mất tích, nếu không có ai trấn áp, đến lúc đó thần quốc rất có thể sẽ chia năm xẻ bảy. Hơn nữa hôm nay kẻ thù ở trước mặt, nếu không có người dẫn đầu, chẳng phải vũ trụ hỗn độn chúng ta phải mặc cho người của đại thế giới huyền hoàng này ức hiếp sao? Diệp Huyên im lặng. Thượng quan Tiên Nhi lại nói, bệ hạ chọn ngài là vì tin tưởng ngài có thể dìu dắt vũ trụ hỗn độn của chúng ta. Hơn nữa, Diệp công tử, thực lực của ngài bây giờ cũng đủ để khiến người khác phục tùng rồi, ngài là sự lựa chọn tốt nhất. Nói đến đây, nàng nhìn Diệp Huyên, chắc chắn bệ hạ không muốn nhìn thấy thần quốc nội loạn, càng không muốn nhìn thấy vũ trụ hỗn độn chúng ta bị đại thế giới huyền hoàng chiếm đoạt. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thượng quan cô nương, cũng không phải là ta kiểu cách. Mà ta thật sự không thích hợp làm quốc chủ của thần quốc. Hơn nữa, ta làm quốc chủ, nội bộ thần quốc cô cũng sẽ có rất nhiều người không phục, ta không hy vọng đến lúc đó sẽ xảy ra một vài chuyện không vui. Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, không còn ai thích hợp hơn ngài nữa cả. Diệp Huyên nói, thần quốc cô có rất nhiều nhân tài, hơn nữa. Thượng quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, bệ hạ chọn ngài. Ngài danh chính ngôn thuận. Nếu để người khác làm thì mới thật sự sẽ nội loạn. Diệp Huyên im lặng. Thượng quan Tiên Nhi lại nói, ngài là bạn của bệ hạ. Hơn nữa nếu ngài lên làm thần chủ,
chắc chắn ngài sẽ tiếp tục tìm bệ hạ, còn người khác lên làm thần chủ thì chưa chắc. Bạn. Diệp Huyên im lặng một lúc lâu rồi gật đầu, được. Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi thở phào, Diệp công tử, bây giờ ngài theo ta đến Trật Tự Thành, lập tức xứng danh cho ngài, trước khi bệ hạ chưa trở về, ngài sẽ là thần chủ của thần quốc ta, có tất cả quyền lợi. Diệp Huyên gật đầu, được. Diệp Huyên và mấy người Thượng quan Tiên Nhi nhanh chóng trở về Trật Tự Thành. Trong thần điện, Diệp Huyên ngồi trên chỗ tiểu thất từng ngồi, bên dưới là các cao thủ của thần quốc. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Diệp Huyên đứng lên, hắn nhìn mọi người trong điện, ta là một người thẳng thắn, cho nên ta cũng không vòng vo với chư vị. Tiểu thất mất tích, bây giờ ta là quốc chủ của thần quốc, nếu mọi người có ý kiến gì thì có thể nói ra bây giờ. Trong điện rất yên tĩnh, không một ai lên tiếng. Diệp Huyên nói, nếu mọi người đều im lặng thì ta sẽ xem như mọi người không có ý kiến gì. Tan họp. Nói xong, hắn đứng dậy muốn rời đi. Lúc này, một ông lão đột nhiên đứng dậy, lão ta nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ta cảm thấy các hạ không hợp làm quốc chủ của thần quốc ta. Diệp Huyên còn chưa nói gì, Thượng quan Tiên Nhi ở bên cạnh đã nói, ngài ấy là cho bệ hạ khâm định. Ông lão lắc đầu, thần quốc ta có quy định, vị trí quốc chủ chỉ có thể do người của thần quốc đảm nhiệm, mà Diệp Thành chủ lại không phải người của thần quốc ta. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thẳng vào ông lão, ngài ấy là do bệ hạ khâm định. Ông lão nhìn Thượng quan Tiên Nhi, ngươi chỉ là một mưu sĩ ở bên cạnh bệ hạ, việc này chưa đến lượt ngươi chen miệng vào. Vẻ mặt Thượng quan Tiên Nhi không chút cảm xúc, Trương các lão, ta rất tôn trọng ông, nhưng ta nhấn mạnh một lần nữa, ngài ấy là bệ hạ khâm định, tương đương với ý chỉ của bệ hạ, ông hiểu chưa? Trương các lão cười nhạt, bệ hạ khâm định. Không phải chỉ là lời nói phiến diện của các ngươi thôi sao? Thượng quan Tiên Nhi nhìn Trương Các Lão, bệ hạ không phải là không về nữa, Trương Các Lão, ông phải hiểu bây giờ mình đang làm gì. Nghe vậy, sắc mặt Trương Các Lão trở nên vô cùng khó coi, nhưng lại nhanh chóng bình thường trở lại, lão ta nhìn mọi người xung quanh, chư vị, thần quốc ta cũng không phải không còn ai, vì sao cần một người ngoài làm thần chủ của chúng ta chứ? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Diêm Đao ở bên cạnh, giết. Diêm Đao nhìn Diệp Huyên, không hề ra tay. Diệp Huyên cười, xem đi, nói nhận ta làm thần chủ, nhưng nội bộ thần quốc các ngươi cũng không có ai nghe lệnh ta, làm thần chủ như thế quá khó chịu, không làm cũng được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhưng lúc này, một tia sáng lạnh đột nhiên lóe lên từ bên dưới. Vụt, đầu của Trương các lão kia bay thẳng ra ngoài. Máu tươi văng tung tóe. Mọi người xung quanh giật mình. Diệp Huyên nhìn về chỗ trước mặt Trương Các Lão, ở đó có một người áo đen mang đao. Ám vệ. Ám vệ kia thi lễ với Diệp Huyên, bệ hạ từng có lệnh bảo chúng ta nghe theo lệnh của Diệp Thành Chủ. Dứt lời, 20 người đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Tất cả đều là ám vệ. 20 người này vừa xuất hiện, không khí xung quanh lập tức lạnh xuống. Ám vệ. Chính là đao trong tay thần chủ thần quốc. Mọi người không ngờ tiểu thất lại giao thanh đao sắc bén này cho Diệp Huyên. Trên đại điện, Diệp Huyên nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, triệu tập tất cả quân đội của thần quốc, ta muốn bọn họ thật lòng dốc sức vì mình. Lúc này hắn mới hiểu, chỉ khi quân đội của thần quốc trung thành với mình, hắn mới có thể nắm được mọi thứ của thần quốc trong tay, kể cả việc trấn áp những thế lực lộn xộn này. Thượng quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên một cái. Sau đó nàng cong ngón tay, một thanh lệnh kiếm bay ra ngoài, chẳng mấy chốc, đoàn thánh kỵ sĩ, thần võ quân cùng với cận vệ quân đều xuất hiện. Diệp Huyên đi tới trước mặt các binh sĩ, hắn lấy ấn thần chủ tiểu thất đưa cho mình ra, trước khi rời đi, tiểu thất đưa thứ này cho ta, muốn ta tạm thay thế vị trí quốc chủ thần quốc, mà ta cần sự trung thành của các ngươi có ý kiến gì không? Sau một thoáng yên tĩnh, tất cả mọi người xung quanh đều quỳ một chân xuống, bái kiến thần chủ. Thần chủ. Thấy cảnh này, mọi người trong điện đều xa sầm mặt. Có thể nói bây giờ đại cuộc đã định. Diệp Huyên hiện tại không chỉ nắm giữ ám vệ, mà còn nắm giữ cả đoàn thánh kỵ sĩ, cận vệ quân và thần võ quân. Có thể nói Diệp Huyên đã nắm giữ 7 phần 10 quân đội của thần quốc. Bây giờ nếu ai dám phản kháng thì chắc chắn là đang chống lại Diệp Huyên. Hơn nữa, mấy người Diêm Đao và Hướng Kình cũng tỏ thái độ sẽ đứng về phía Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đi vào trong đại điện,
hắn nhìn mọi người một cái, bây giờ vũ trụ hỗn độn chúng ta đang đối mặt với kẻ thù là đại thế giới huyền hoàng, vì thế, ta không hy vọng diễn ra nội loạn vào lúc này. Hơn nữa tiểu thất không rõ tung tích, việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra nàng và bàn bạc nên đối phó với đại thế giới huyền hoàng như thế nào. Cho nên, lúc này nếu ai muốn nội loạn, ta nhất định sẽ không nương tay. Nội loạn. Hắn hiểu rõ một điều, ở trước kẻ thù, tuyệt đối không thể nội loạn. Sau khi nói xong, Diệp Huyên xoay người rời đi. Trong điện, mọi người trố mắt nhìn nhau. Lúc này, thần tướng của thần quốc đột nhiên nói, Diệp Thành Chủ nói đúng, việc cấp bách của thần quốc chúng ta bây giờ là tìm ra bệ hạ và chống lại đại thế giới huyền hoàng. Trong khoảng thời gian này, không ai được phép gây chuyện cả. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Mọi người trong điện đều lui xuống. Diệp Huyên dẫn Thượng Quan Tiên Nhi đi tới Thiên Cơ Tông. Vì Thiên Cơ Tông này là tổ chức tình báo lớn nhất thần quốc. Diệp Huyên tìm đến Tông Chủ Thiên Cơ Tông, có tin tức của tiểu thất không? Tông Chủ Thiên Cơ Tông lắc đầu, chúng ta đã điều động tất cả lực lượng rồi, hơn nữa còn tìm một vài tổ chức thần bí của vũ trụ khác giúp đỡ, nhưng bây giờ vẫn chưa lấy được câu trả lời. Nói đến đây, lão im lặng một lát rồi tiếp tục, nếu cả chúng ta cũng không điều tra được, thì e rằng những người đó cũng thế. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó vung tay phải lên, một hình ảnh xuất hiện trước mặt Tông Chủ Thiên Cơ Tông. Là bức họa của nữ sát thủ. Tông Chủ Thiên Cơ Tông khẽ nhíu mày, đây là... Diệp Huyên nói, một sát thủ, hình như nàng ta biết được gì đó, các ông có thể điều tra thử lai lịch của nàng ta. Tông Chủ Thiên Cơ Tông gật nhẹ đầu, ta sẽ đích thân điều tra. Diệp Huyên lại nói, bảo người của các ông chú ý tới động tĩnh của đại thế giới huyền hoàng bên kia. Tông Chủ Thiên Cơ Tông nhìn Diệp Huyên một cái, gật đầu, những thứ này chúng ta đều đang làm, chỉ cần có động tĩnh, chúng ta sẽ thông báo với cậu ngay. Diệp Huyên gật đầu, sau đó dẫn Thượng Quan Tiên Nhi rời đi. Trên đường đi, Diệp Huyên hỏi, lá bài tẩy của thần quốc là gì? Thượng Quan Tiên Nhi im lặng. Diệp Huyên hỏi, không nói được sao? Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu, lá bài tẩy của chúng ta bây giờ là Chu Đạo Quân, còn có một vài thứ thần chủ trước của thần quốc để lại, ví dụ như phân hồn. Diệp Huyên lại hỏi, còn gì nữa không? Thượng Quan Tiên Nhi nói, còn có một trận pháp tên là Chu Đạo Trận, là thần chủ Võ An Ninh để lại năm đó, xem như một trong những lá bài tẩy của thần quốc ta. Diệp Huyên hỏi, Chu Đạo Quân ở đâu? Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu, ngài không thể chỉ huy bọn họ. Diệp Huyên nhìn Thượng Quan Tiên Nhi, nàng trầm giọng nói, tạm thời không thể, những người này chỉ nghe lệnh thần chủ, tuy ngài có thần ấn của thần quốc, nhưng cũng không được bệ hạ truyền ngôi, vì thế vẫn chưa được xem là thần chủ thật sự. Diệp Huyên im lặng. Thượng Quan Tiên Nhi lại nói, ngài đừng nghĩ nhiều, đội quân này chỉ nghe lệnh thần chủ, cũng chỉ có thần chủ các triều đại mới biết cách điều động bọn họ, ta có thể liên lạc với bọn họ, nhưng cũng là do lúc trước bệ hạ trao quyền. Mà bệ hạ cũng không trao quyền cho ta quản lý bọn họ, cho nên không có hiệu lệnh đặc biệt của bệ hạ sẽ không điều động được bọn họ. Diệp Huyên hỏi, thực lực của bọn họ mạnh đến mức nào? Thượng Quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, rất mạnh, trong đó có không ít cao thủ trên thần cảnh. Trên thần cảnh, Diệp Huyên đang muốn nói chuyện thì lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào trong tinh không, nơi đó có một ông lão lặng lẽ xuất hiện. Vô số cao thủ trong trật tự thành đều nhìn về phía ông lão này. Ông lão nhìn một vòng bên dưới, cuối cùng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta quan sát Diệp Huyên, lão phu đến từ bắc cảnh của đại thế giới huyền hoàng, muốn tặng ngươi một cơ duyên lớn. Cơ duyên lớn? Diệp Huyên nhìn ông lão, cơ duyên gì? Ông lão cười khẽ, bắc cảnh vương muốn nhận ngươi làm nghĩa tử. Đây là phúc ba đời của ngươi. Diệp Huyên, nhận mình làm nghĩa tử. Diệp Huyên ngơ ngác, đây là chuyện gì vậy? Sắc mặt Thượng Quan Tiên Nhi hơi kỳ lạ, nhận Diệp Huyên làm nghĩa tử. Đây là muốn chiêu hàng Diệp Huyên sao? Ông lão trước mặt Diệp Huyên cười khẽ, ngươi đừng nghĩ đây là đang xem thường ngươi, ngược lại, Bắc Cảnh Vương rất xem trọng ngươi, cho nên mới muốn nhận ngươi làm nghĩa tử. Mà có lẽ ngươi không biết nghĩa tử của Bắc Cảnh Vương có ý nghĩa như thế nào. Nói xong, ông ta đi tới gần Diệp Huyên, làm nghĩa tử của Bắc Cảnh Vương. Chẳng những có thân phận cao quý trong bắc cảnh của đại thế giới huyền hoàng mà còn có thực quyền, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Chẳng những thế,
chỉ cần ngươi trở thành nghĩa tử của Bắc Cảnh Vương, dù muốn tài sản hay tuyệt thế giai nhân cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, trông ta giống người tham tiền tham sắc không? Ông lão nhìn Diệp Huyên, cười nói, người trẻ tuổi tham tiền tham sắc không phải rất bình thường à? Ở đại thế giới huyền hoàng của ta người đẹp như mây, chỉ cần ngươi trở thành nghĩa tử của Bắc Cảnh Vương, vô số tuyệt thế giai nhân sẽ mặc ngươi chọn lựa. Thượng quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt càng kỳ lạ hơn. Sắc mặt Diệp Huyên cũng hơi khó coi. Về việc tham tiền, hắn thừa nhận mình có hơi tham tiền, dù sao cũng là người từng nghèo khổ. Nhưng vấn đề tham sắc này. Mình tham sắc sao? Mình rất là trong sạch mà. Lúc này, ông lão lại nói, Diệp Huyên, không thể không nói, thực lực của ngươi ở vũ trụ hỗn độn đúng là không tệ, nhưng nếu ở đại thế giới huyền hoàng của ta thì sẽ không có chút khả năng phản kháng nào cả. Bây giờ, Bắc Cảnh Vương vừa ý ngươi, muốn nhận ngươi làm nghĩa tử, đây là phúc lớn ba đời của ngươi, phải biết quý trọng cơ hội lần này. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, cười nói, nếu ta đoán không lầm, để báo đáp, ta nên dâng bảo vật ngũ duy kia lên, không chỉ thế, ngay cả vũ trụ hỗn độn này ta cũng phải dâng lên bằng hai tay, đúng không? Ông lão nhìn Diệp Huyên, người đúng là một người thông minh. Diệp Huyên vỗ chân mình, cười nói, ta không có thói quen phục tùng người khác. Ông lão nhìn Diệp Huyên, một lát sau, ông ta cười khẽ, hiểu rồi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc, ông ta đã biến mất ở chân trời mênh mông. Diệp Huyên đứng tại chỗ, nhẹ giọng nói, xem ra bọn họ sắp đến thật rồi. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, nàng nhìn Diệp Huyên, thực lực của chúng ta không bằng đại thế giới huyền hoàng, nhưng bọn họ cũng sẽ không phái tất cả cao thủ tới vũ trụ hỗn độn. Nói đến đây, nàng im lặng một lát rồi tiếp tục, ngài định làm thế nào? Định làm thế nào? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, còn có thể làm thế nào? Cũng đâu thể đầu hàng được. Với phong cách của đại thế giới huyền hoàng, dù vũ trụ hỗn độn đầu hàng cũng sẽ không có kết quả tốt. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, ta biết rất nhiều chuyện của thần quốc, ngài cần gì đều có thể tìm ta. Diệp Huyên gật đầu, giúp ta tìm hai người. Thượng quan Tiên Nhi hỏi, ai? Diệp Huyên vung tay phải lên, hai bức tranh xuất hiện trước mặt Thượng quan Tiên Nhi. Thượng quan xem lướt qua rồi gật đầu, được. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói tiếp, còn một người nữa. Nói xong, hắn vung tay phải lên, lại một bức tranh khác xuất hiện. Thượng quan Tiên Nhi nhìn một cái, gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, nàng lặng lẽ lui xuống. Sau khi Thượng quan Tiên Nhi đi, Diệp Huyên quay lại Thần Võ Thành. Vừa đến trước cổng thành, Diệp Huyên đã sửng sốt, có một cô gái đứng trước cổng thành. Hắn quen người này, chính là Triệu Mục đã biến mất rất lâu kia. Lúc này, không ngờ Triệu Mục cũng đã đến đế cảnh rồi. Triệu Mục nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên đi tới trước mặt Triệu Mục, cười hì hì, Triệu cô nương, đã lâu không gặp, ta nhớ cô quá. Triệu Mục đột nhiên đánh xuống một quyền. Ầm, mặt đất nứt ra. Diệp Huyên nheo mắt, đây là ý gì? Triệu Mục nhìn Diệp Huyên một cái, sau đó xoay người bỏ đi. Diệp Huyên do dự một lát rồi đuổi theo. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đi theo Triệu Mục tới một đỉnh núi cao, trước một căn nhà gỗ, hắn nhìn thấy võ sư Nam Phái. Nhưng lúc này, sắc mặt võ sư Nam Phái rất khó coi. Diệp Huyên nhíu mày, tiền bối. Võ sư Nam Phái cười khẽ, Diệp Tiểu Hữu, đã lâu không gặp. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, tiền bối, ông sao vậy? Võ sư Nam Phái nhẹ giọng đáp, đại nạn buông xuống. Đại nạn buông xuống. Diệp Huyên trầm giọng hỏi lại, có ý gì? Võ sư Nam Phái cười nói, đột phá thần cảnh thất bại. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nói, sao có thể tiền bối? Võ sư Nam Phái nhẹ giọng nói, đột phá vào thần cảnh cần quá nhiều bản nguyên thiên đạo, ta vốn cho rằng mình có thể không cần những bản nguyên thiên đạo này, nhưng mà... Nói đến đây, ông ta cười khổ, không bột đố gột nên hồ. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, lần này tìm cậu đến là có chuyện muốn nhờ cậu. Nhà đầu Triệu Mục này, vì một vài lý do lúc nhỏ mà không thể nói chuyện, cộng thêm việc con bé rất ít ra ngoài. Diệp Huyên ngắt lời ông ta, đợi đã tiền bối. Nói xong, hắn lấy một bình bạch ngọc ra đưa cho võ sư Nam Phái,
bình đan dược này có tác dụng chữa thương, tiền bối uống trước đã. Võ sư Nam Phái lắc đầu, không được đâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối cứ thử trước đã. Võ sư Nam Phái nhìn Diệp Huyên, sau đó nhận lấy bình bạch ngọc, ông ta quan sát cái bình một lát, sau đó ăn một viên đan dược vào, một năng lượng tinh thuần nhanh chóng lan ra từ trong người ông ta. Trong mắt Võ sư Nam Phái lộ vẻ khiếp sợ, ông ta nhìn Diệp Huyên, đây là... Diệp Huyên cười nói, đây là thứ ta cướp được từ đại thế giới huyền hoàng. Nói xong, hắn bấm tay, một viên đan dược lớn bằng ngón cái bay đến trước mặt Võ sư Nam Phái, hình như đan dược này tên là thần đan, chuyên dùng để đột phá thần cảnh, tiền bối có thể thử. Võ sư Nam Phái thoáng do dự, sau đó lắc đầu, quá quý giá. Nói xong, ông ta trả đan dược lại cho Diệp Huyên. Diệp Huyên cười, tiền bối, lúc trước khi ở Vạn Sơn Trường Thành, chỉ có ông nói chuyện giúp ta, ân tình này, ta vẫn luôn ghi nhớ. Còn đan dược này, đây chỉ là một chút tấm lòng thôi, tiền bối đừng từ chối nữa. Võ sư Nam Phái nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt rất phức tạp. Một lát sau, Võ sư Nam Phái ăn thần đan vào, bắt đầu đột phá thần cảnh một lần nữa. Còn Diệp Huyên và Triệu Mục thì canh giữ ở bên kia. Diệp Huyên nhìn Triệu Mục, hắn vung tay phải lên, mấy chục bảo vật đạo cảnh bay tới trước mặt Triệu Mục. Triệu Mục nhìn về phía Diệp Huyên, hắn cười nói, chọn một thứ đi. Triệu Mục lắc đầu. Diệp Huyên nói, chọn một thứ làm vật phòng thân. Bảo vật cấp bậc đạo cảnh vẫn rất quan trọng. Ở thế giới hiện tại, không chỉ so thực lực, mà còn so cả trang bị nữa. Triệu Mục vẫn không chọn. Diệp Huyên bèn đưa luôn một món cho nàng ấy, sau đó lại lấy ra ba bình bạch ngọc và một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Triệu Mục. Ba bình bạch ngọc này có đan dược chữa thương, củng cố cảnh giới, đều rất hợp với cô bây giờ. Bên trong nhẫn chứa đồ có 100 triệu thần tinh, cô dùng tạm, nếu không đủ thì lại đến tìm ta. Nói xong, hắn để bình bạch ngọc và nhẫn chứa đồ xuống, xoay người rời đi. Triệu Mục ở sau lưng Diệp Huyên nhìn bình bạch ngọc và nhẫn chứa đồ một lúc lâu. Sau khi về đến Thần Võ Thành, Diệp Huyên tìm đến An Lan Tú, lúc này, thương thế của An Lan Tú đã hồi phục gần hết. Trong phòng, An Lan Tú nhìn Diệp Huyên, bọn họ vẫn sẽ đến, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. An Lan Tú hỏi, định làm thế nào? Diệp Huyên cười, còn có thể làm thế nào? Chỉ có thể đấu với bọn họ thôi. An Lan Tú nói, thực lực cách xa. Diệp Huyên cười, hết cách. Đại thế giới huyền hoàng quá mạnh, dù chúng ta đầu hàng cũng sẽ không có kết quả tốt, chỉ có thể đánh một trận thôi. An Lan Tú gật đầu, như nghĩ đến điều gì, nàng hỏi, tiểu thất kia sao rồi? Tiểu thất, sắc mặt Diệp Huyên dần trở nên nặng nề, có lẽ còn có thế lực nào đó đang ẩn nấp. Nói đến đây, hắn nhìn An Lan Tú, ta cũng gọi người rồi. Gọi người? An Lan Tú nhìn Diệp Huyên, gọi ai? Diệp Huyên cười, đến lúc đó nàng sẽ biết thôi. Sau khi trò chuyện với An Lan Tú một lát, Diệp Huyên trở lại Trật Tự Thành. Trong phòng, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, năm thanh kiếm đạo cảnh nằm trước mặt hắn. Lá bài tẩy lớn nhất của hắn bây giờ là Tháp Giới Ngục và Nhất Kiếm Vô Lượng, lực sát thương của một kiếm này quá mạnh, có thể coi thường mọi cảnh giới. Hơn nữa sau khi giết người, hắn có thể chủ động tiến vào không minh cảnh. Nói đơn giản là kiếm kỹ của hắn hợp với việc ám sát chạy trốn. Mà khuyết điểm lớn nhất của hắn bây giờ là cảnh giới không đủ. Phải nâng cao cảnh giới. Diệp Huyên cầm thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh lên đâm vào bụng mình. Hấp thu. Trên mặt Diệp Huyên lộ vẻ say mê. Quá thoải mái. Năng lượng của kiếm đạo cảnh này tinh thuần hơn kiếm tạo hóa cảnh rất nhiều. Năm thanh kiếm đạo cảnh này hoàn toàn có thể giúp hắn tăng lên một cấp bậc nữa. Trong lúc Diệp Huyên đang tu luyện, ngày càng có nhiều cao thủ quay lại thần quốc. Những người này đều là tiểu thất lấy danh nghĩa thần chủ gọi về lúc còn ở đây. Phải biết rằng thần tộc có rất nhiều cao thủ, nhưng những người này đều ở bên ngoài cả, và bây giờ, bọn họ đều chạy về thần quốc. Những cao thủ này vẫn xem thần quốc như quê hương của mình. Trong tinh không mờ mịt, một chiếc tinh hạm thật lớn chậm rãi bay qua, tinh hạm này dài đến gần 10.000 trượng. Rộng cũng khoảng mấy nghìn trượng, trên tinh hạm còn có một con yêu thú đại bàng còn lớn hơn cả tinh hạm, che khuất cả bầu trời. Một người đàn ông trung niên đứng trên đầu đại bàng,
người này chính là đại nguyên soái của Bắc Cảnh Liên Khiếu Thiên, quản lý gần như 8 phần 10 đội quân của Bắc Cảnh, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Hai ông lão và một người đàn ông đứng sau lưng Liên Khiếu Thiên, người đàn ông này chính là Phương Dạ kia. Người đàn ông trung niên đứng đậy nhẹ giọng nói, một kiếm kia của hắn thật sự mạnh đến thế sao? Phương Dạ gật đầu, rất mạnh. Nhớ đến một kiếm kia của Diệp Huyên, bây giờ ông ta vẫn còn thấy sợ. Một kiếm kia, ông ta hoàn toàn không đỡ được. Người đàn ông trung niên cười khẽ thú vị đấy. Nói xong, ông ta nhìn về phía xa, không ngờ vũ trụ hỗn độn này lại là đầm rồng hang hổ. Phương Dạ thi lễ, thuộc hạ vô dụng. Liên Khiếu Thiên lắc đầu, là chúng ta đánh giá thấp vũ trụ hỗn độn. Nói xong, y chậm rãi siết chặt tay phải, bảo vật ngũ duy, đúng rồi, nghe nói sau lưng hắn có một cao thủ kiếm tu à? Phương Dạ gật đầu, nghe nói là một nữ kiếm tu mặc váy trắng. Liên Khiếu Thiên cười khẽ, hy vọng nàng ta đừng yếu quá. Trong lời nói tràn đầy sự tự tin. Thần điện. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắn có hai luồng kiếm mang chớp lóe. Cùng lúc đó, quanh người hắn phát ra hơi thở âm u. Cảnh giới ẩn. Trên nguyên cảnh chính là cảnh giới ẩn, mà trên cảnh giới ẩn chính là cảnh giới vô thượng. Sau khi đạt đến cảnh giới ẩn, thần thức, tinh thần lực và thần hồn lực của hắn lập tức mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói, bây giờ hắn không thiếu bảo vật, thân thể cũng đủ mạnh, chỉ có cảnh giới hơi yếu mà thôi. Đương nhiên sau khi tu luyện ngược cảnh giới, hắn cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Hắn tưởng tượng sau khi mình đạt đến đế cảnh, thực lực của hắn chắc chắn vượt xa cao thủ đế cảnh. Dù thực lực của hắn bây giờ cũng có thể giết chết cao thủ đế cảnh, nhưng hắn vẫn cần đến ngoại vật, hơn nữa vì cảnh giới không đủ, thần hồn và tinh thần lực của hắn vẫn hơi yếu. Diệp Huyên đứng lên, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đi ra khỏi đại điện. Thượng quan Tiên Nhi đã đợi trước cửa đại điện từ rất lâu. Diệp Huyên nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, Thượng quan Tiên Nhi nhẹ giọng hỏi, đột phá rồi sao? Diệp Huyên gật đầu. Thượng quan Tiên Nhi cười khẽ chúc mừng. Diệp Huyên hỏi, có chuyện gì à? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, lúc trước ngài bảo Thiên Cơ Tông tìm kiếm nữ sát thủ kia, chúng ta đã điều tra lai lịch của nàng ta rồi. Diệp Huyên hỏi, là ai? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng đáp, đối phương đến từ đại thế giới huyền hoàng, nhưng không cùng phe với đám người Bắc Cảnh Vương. Diệp Huyên nhíu mày, ý cô là nội bộ của đại thế giới huyền hoàng có rất nhiều phe phái. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, đúng vậy, nhưng cụ thể là những phe phái nào thì chúng ta vẫn không rõ, nhưng người của chúng ta đã đi điều tra rồi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có tin tức thôi. Còn về nữ sát thủ kia... Có lẽ nàng ta đến từ một tổ chức sát thủ tên là Thiên Môn của Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Thiên Môn? Diệp Huyên hỏi, là một tổ chức sát thủ. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, một tổ chức rất lợi hại, giống như ám vệ của chúng ta. Người trong Thiên Môn của bọn họ rất am hiểu thuật ám sát, nếu ta đoán không lầm có lẽ bọn họ chú ý đến ngài. Chẳng những thế, chúng ta còn nhận được tin, bây giờ có lẽ người của cả Đại Thế Giới Huyền Hoàng đều biết ngài có bảo vật ngũ duy. Cho nên, nói đến đây, nàng nhìn Diệp Huyên một cái, không nói tiếp nữa. Diệp Huyên cười, cho nên, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến tìm ta, đúng không? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng. Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng hỏi, ngài không sợ sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, thật ra cũng hơi sợ. Nói đến đây, hắn mở lòng bàn tay ra. Tháp giới ngục xuất hiện trong tay hắn. Nhìn tháp giới ngục trong tay, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, lão huynh, vì ngươi, có lẽ cả đời ta cũng không được yên bình. Ngươi có thể bồi thường cho ta một chút không? Tháp giới ngục rung lên, như đang trả lời. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên cất lời, nó bảo ngươi đưa nó về, nó sẽ bồi thường cho ngươi. Đưa về. Khóe mắt Diệp Huyên giật giật, nó muốn trở về vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, tháp huynh, người có trợ thủ nào không? Ví dụ như cao thủ đến từ ngũ duy ấy, người kêu vài người tới đi. Tháp giới ngục đột nhiên lắc lư, trông có hơi hưng phấn. Diệp Huyên vội hỏi, Tiểu Linh Nhi, nó đang nói gì thế? Tiểu Linh Nhi nói, nó bảo ngươi kêu tỷ tỷ mặc váy trắng kia đến. Cô gái váy trắng,
Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Không ngờ nó lại nhắc đến cô gái váy trắng. Nói thật, bây giờ hắn cũng thấy hơi nhớ cô gái váy trắng kia. Nhưng hắn đã giao hẹn với đối phương rồi, sau này gặp lại ở Vân Đoan. Mà bây giờ, cũng không biết đối phương ra sao rồi nữa. Diệp Huyên thu hồi tháp nhỏ, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, những thế lực nội bộ của thần quốc có thái độ gì với đại thế giới huyền hoàng. Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, ngài muốn nói cái gì? Diệp Huyên nói, ngươi hiểu ý ta mà. Thượng Quan Tiên Nhi nói, ngài yên tâm, bọn họ sẽ không có tâm tư nào khác đâu, ít nhất khi chúng ta chưa chết, bọn họ sẽ không dám có suy nghĩ gì cả. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì tốt. Lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Thượng Quan Tiên Nhi, người áo đen hơi thi lễ, Thượng Quan Quốc Sĩ, bọn họ đến rồi. Bọn họ đến rồi. Thượng Quan Tiên Nhi híp mắt lại, nhanh thế sao? Người áo đen gật nhẹ đầu, ngày mai sẽ đến vũ trụ hỗn độn của chúng ta. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên hỏi, bọn họ đến bao nhiêu người? Người áo đen trầm giọng nói, không tới 100, không biết trong bóng tối có hay không? Chỉ có 100. Diệp Huyên và Thượng Quan Tiên Nhi im lặng. Không cần nói cũng biết, 100 người này chắc chắn không phải người bình thường. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi nói, ngài phân phó đi. Diệp Huyên cười nói, đến tinh không bên ngoài vũ trụ hỗn độn đợi bọn họ. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, được. Nàng ta hiểu ý Diệp Huyên, rõ ràng Diệp Huyên không muốn chiến trường diễn ra ở vũ trụ hỗn độn. Vũ trụ hỗn độn chắc chắn không chịu được sức chiến đấu của cao thủ siêu cấp như thế. Diệp Huyên nói, triệu tập mọi người. Thượng Quan Tiên Nhi mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm bay ra, chẳng mấy chốc, một con cự long hoàng kim bay tới từ phía chân trời. Diệp Huyên và Thượng Quan Tiên Nhi leo lên lưng cự long hoàng kim, lúc này, mấy bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người tới chính là Chu Á Phu, Mục Nam Chi và mấy cao thủ của thần quốc. Những cao thủ thần quốc trước mắt đều là nhóm người mạnh nhất của thần quốc. Trong đó Diêm Đao, Trấn Quan Đao và Võ Sư thần quốc cũng đều tới. Ngoài ra, mấy chiếc thuyền tinh vân cũng xuất hiện ở chân trời. Người tới đều là nhóm binh sĩ tinh nhuệ nhất của thần quốc. Lần này, có thể nói là tinh nhuệ khắp nơi. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Nam Chi và Chu Á Phu, mọi người có thể rời đi. Mục Nam Chi cười nói, chúng ta sinh ra ở vũ trụ hỗn độn, hôm nay vũ trụ hỗn độn gặp họa, sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn được? Chu Á Phu gật đầu, nếu người của đại thế giới huyền hoàng đi tới vũ trụ hỗn độn của chúng ta, thế giới này sẽ sinh linh đổ thán. Tâm trạng của Diệp Huyên rất phức tạp. Trước kia có người từng nói với hắn, rất nhiều lúc, người càng mạnh sẽ lại càng ích kỷ. Sự thật chứng minh không phải lúc nào cũng thế. Lúc này, Thiên Đạo cũng xuất hiện ở chỗ cách Diệp Huyên không xa, nàng ta nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhìn những binh sĩ thần quốc ở phía xa, mọi người có biết chuyến đi này mang ý nghĩa thế nào không? Tất cả binh sĩ thần quốc nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, chuyến đi này, không phải bọn họ chết thì chính là chúng ta chết. Chúng ta không có đường lui, cũng không thể lui, không chết không thôi. Không chết không thôi. Các binh sĩ thần quốc đang có mặt đồng thanh thét lên. Khí thế. Diệp Huyên cười khẽ, không thể không nói, những binh sĩ thần quốc này rất được. Rất hiếu chiến. Mà bây giờ, bọn họ cũng sắp nghênh đón kẻ thù mạnh nhất của đời mình. Cao thủ đến từ đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, chân phải dẫm nhẹ một cái, lên đường. Dứt lời, cự long hoàng kim dưới chân hắn phát ra một tiếng rồng ngâm. Lập tức muốn bay đi, mà lúc này, một nam hai nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người tới chính là An Lan Tú, Liên Vạn Lý và Mạc Tà. Diệp Huyên cười nói, ta vốn còn định thông báo với mọi người. Liên Vạn Lý lạnh lùng hỏi, vậy sao? Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, lúc này, lại có một cô gái xuất hiện trước mặt hắn. Người đó là Triệu Mục. Võ sư Nam Phái cũng ở gần đó. Võ sư Nam Phái nhìn Diệp Huyên, cười khẽ tự mình dốc một phần sức. Diệp Huyên cười nói, lên đường. Dứt lời, cự long bay về phía chân trời, chẳng mấy chốc, cự long hoàng kim đã biến mất ở tinh không xa xôi. Cả vũ trụ hỗn độn điều động hết tinh nhuệ. Sâu trong tinh không,
Diệp Huyên đứng im trên đầu cự long hoàng kim, thượng quan Tiên Nhi đứng bên cạnh hắn. Lúc này, một người áo đen xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, người áo đen thi lễ với Diệp Huyên, thần chủ, người đến lần này là nguyên soái Liên Khiếu Thiên của Bắc Cảnh. Thực lực người này không rõ, 100 người y mang tới có lẽ là bách nhân đoàn của Bắc Cảnh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, bách nhân đoàn. Người áo đen gật đầu, đây là một trong ba quân đoàn lớn của Bắc Cảnh, đội quân này có chưa tới 100 người, nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hơn nữa, công pháp tu luyện và bảo vật bọn họ sử dụng đều giống nhau, người ngoại giới gọi bọn họ là bách nhân địch, ý chỉ 100 người vô địch. 100 người vô địch. Diệp Huyên gật đầu, thực lực của 100 người này thế nào? Người áo đen lắc đầu, không biết. Diệp Huyên nói, còn cách chúng ta bao xa? Người áo đen nói, lộ trình nửa ngày. Diệp Huyên gật đầu, tiếp tục dò thám. Người áo đen lặng lẽ thối lui. Trên cự long, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Thượng quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, không quấy rầy hắn. Một lúc sau, Diệp Huyên mở mắt ra, cười khổ một tiếng. Áp lực. Lúc này, hắn mới phát hiện dù chức vị thần chủ đứng đầu thiên hạ, nhưng áp lực cũng vô cùng to lớn. Vì phía sau hắn là vô số binh sĩ và con dân thần quốc. Một khi bại trận, những người này đều sẽ chết. Chiến tranh luôn tàn khốc, người của đại thế giới huyền hoàng sẽ không nhân từ với vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu trong tay, lần này, có thể là trận chiến cuối cùng của chúng ta rồi. Kiếm Thiên Chu rung lên như trả lời. Diệp Huyên cười tươi, sau đó hắn lấy tháp giới ngục ra, tháp huynh. Ta biết dù ta chết, ngươi cũng sẽ không chết, nếu ta chết, sau này ngươi có thể trả thù vì ta không? Tháp giới ngục rung lên. Tiểu Linh Nhi nói nếu ngươi chết, nó sẽ đến đại thế giới huyền hoàng mở tất cả phòng ấn ra. Mở tất cả phòng ấn ra. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, nó có thể mở tất cả phòng ấn sao? Sau một thoáng yên tĩnh, Tiểu Linh Nhi nói, nó không nói. Diệp Huyên im lặng. Không cần phải nói, chắc chắn tháp giới ngục này có thể mở những phong ấn kia, nhưng nhất định nó sẽ không làm. Vì những tồn tại bị nhốt lại đó rất oán hận nó, với tình trạng của nó bây giờ, mở tầng 8 và tầng 9 ra, có thể nói là tự tìm đường chết. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, nhìn tháp trong tay, cười nói, dù sao ngươi cũng phải nhớ, nếu ta chết, nhất định phải trả thù cho ta đấy. Ha ha ha, tốc độ của cự long tăng nhanh. Nửa ngày sau, mấy người Diệp Huyên gặp được đám người Liên Khiếu Thiên đến từ đại thế giới huyền hoàng. Khi con đại bàng dưới chân Liên Khiếu Thiên nhìn thấy cự long hoàng kim dưới chân Diệp Huyên, nó lập tức trở nên hưng phấn, ánh mắt như muốn cắn người. Còn cự long hoàng kim kia có hơi bất an. Liên Khiếu Thiên nhìn Diệp Huyên, nghe nói sau lưng ngươi có một kiếm tu váy trắng, bảo nàng ta ra đây. Diệp Huyên lắc đầu, ta không biết nàng ở đâu. Liên Khiếu Thiên im lặng. Sau đó nói, thần cơ, tìm nàng ta. Y vừa dứt lời, một ông lão đi ra từ sau lưng y, ông lão vung tay phải lên, một tế đàn lớn xuất hiện trước mặt, ông ta nhìn Diệp Huyên, cho ta một món đồ hoặc bức họa của nàng ta, ta tìm nàng ta giúp ngươi. Diệp Huyên, đi tìm cô gái váy trắng ư. Diệp Huyên im lặng khi nghe mục đích của những người này, sau đó quay sang hỏi Liên Khiếu Thiên, vì sao phải tìm nàng ấy. Đối phương mỉm cười, nhổ cỏ tận gốc, người hiểu ý chúng ta chứ? Diệp Huyên lập tức hiểu ra, bọn họ không chỉ muốn tiêu diệt hắn mà còn muốn xóa sổ luôn những ai có liên can đến hắn. Nhưng bọn chúng cho rằng giết cô gái váy trắng dễ dàng như vậy ư? Hắn bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Liên Khiếu Thiên rất mạnh, đó là điều không thể bàn cãi, nhưng người mà y đang nói đến là cô gái váy trắng, người có thể đè đầu cưỡi cổ cả tòa tháp giới ngục. Ngay cả người mạnh mẽ như đại thần tầng 6 cũng ra vẻ kính sợ khi nhắc đến nàng ấy. Bỗng Liên Khiếu Thiên lại lên tiếng, sao? Không dám gọi nàng ta ra à? Diệp Huyên suy tư một hồi rồi vung tay lên, để một bức tranh xuất hiện cách đó không xa. Người con gái trong tranh khoác lên tà váy trắng tinh khiết vô ngần, không nhiễm bụi trần. Hắn liếc sang, cứ tìm đi. Lâu rồi không được gặp cô gái váy trắng, hắn cũng nhớ nhung. Còn hy vọng mấy người ở đại thế giới huyền hoàng này có thể thay hắn tìm được tung tích nàng ấy đây. Liên Khiếu Thiên đánh mắt sang ông lão có tên thần cơ kia. Ông lão gật đầu, vung tay để bức tranh cô gái rơi xuống trên đàn tế, nói cần chút thời gian.
Cụ thế, Liên Khiếu Thiên hỏi. Còn phải xem đối phương có cách nơi này xa hay không. Nếu gần thì chỉ cần chốc lát, nếu xa thì vài giờ. Vậy tạm thời cứ đợi đã. Liên Khiếu Thiên gật đầu rồi nhìn sang Diệp Huyên, có thể trở thành nghĩa tử của vương chúng ta là điều mà ngàn vạn người ở đại thế giới huyền hoàng cầu mà không được, thế mà ngươi lại cự tuyệt. Ngươi sẽ phải hối hận. Diệp Huyên chỉ cười, ta không có thói quen nhận người khác làm cha. Đối phương cũng bật cười, ngươi không biết ngươi đã đánh mất cơ duyên khổng lồ nào đâu. Diệp Huyên suy tư một hồi rồi hỏi, các người đến từ Bắc Cảnh, vậy là cũng sẽ có Nam Cảnh hay Đông Cảnh ư? Liên Khiếu Thiên liếc sang, sao nào? Có hứng thú với đại thế giới của chúng ta à? Ta chỉ tò mò vì sao chỉ có người Bắc Cảnh đến mà thôi. Diệp Huyên cười cười, chẳng lẽ những người còn lại không có hứng thú với bảo vật này hay vũ trụ hỗn độn? Đối phương cười khẽ, bọn chúng dĩ nhiên là có hứng thú rồi, nhưng thứ nhất, chúng ta phát hiện ngươi trước, thứ hai, những cứ điểm không gian ở đây đều thuộc về Bắc Cảnh, bọn chúng muốn tới đây mà không có chúng ta hỗ trợ ít nhất cũng phải mất 1-2 tháng. Bọn chúng hắn đã lên đường cả rồi đấy, nhưng khi đến đây thì mọi chuyện đã trần ai lạc định rồi. Nói rồi, y bỗng nhiên nghĩ đến gì đó mà liếc ra sau lưng Diệp Huyên, theo ta được biết, thần quốc còn một yêu nghiệt siêu cấp nữa, vì sao không có mặt ở đây? Nghe y nhắc đến Tiểu Thất, sắc mặt Diệp Huyên sầm đi, nhưng ít nhất có thể xác định việc nàng ta mất tích không phải do người Bắc Cảnh ra tay. Liên Khiếu Thiên lại lên tiếng, Diệp Huyên, dưới trướng ta có một chiến tướng cũng dùng kiếm, các ngươi thử so tài một chút không? Y vừa dứt lời, một gã thanh niên đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Tên này mặc trang phục đen tuyền, trên mặt có vô số vết sẹo ngang dọc trông dữ tợn vô cùng, tay trái nắm một thanh trường kiếm. So tài ư? Diệp Huyên nhếch nhếch môi, nhưng chưa kịp nói gì thì đã có người lên tiếng, để ta. Là Nguyên Nhất. Thần chủ như ngài không phải đích thân ra tay với một tên tiểu lâu la. Nàng ta nói rồi xoay người đối mặt gã thanh niên, nhưng trước khi ra tay thì Diệp Huyên đã lên tiếng, để ta đi. Thấy Nguyên Nhất ngoái lại, hắn cười nói, ta thích nhất là đánh kiếm tu đấy. Nói xong, hắn quay sang gã thanh niên kia, ta nhường ngươi một kiếm đấy, tới đi. Nhường một kiếm. Lời này vừa ra, những người khác đã ngây ngẩn. Tên này có phải khinh địch quá rồi không? Gã thanh niên âm trầm nhìn hắn, gương mặt càng trở nên hung ác hơn. Liên Khiếu Thiên lại mở miệng, A Đại, Diệp Thành Chủ đã nói nhường thì cứ xin hắn chỉ giáo cho đi. Gã A Đại gật gật đầu, sau đó thoát cái đã biến mất. Quỳnh! Một tia kiếm quang đen nhánh xuất hiện khiến các cường giả thần quốc lập tức nghiêm mặt. Kiếm thần! Diệp Huyên không tránh đi cũng không ra tay. Mặc cho mũi kiếm trong tay A Đại đâm vào giữa mày hắn. Các cường giả thần quốc biến sắc. Một người nữa cũng như vậy là A Đại, sau đó. Vút, cái đầu gã bay ra ngoài. Mọi người tròn mắt sững sờ. Chuyện gì vừa xảy ra? Ngay cả Liên Khiếu Thiên cũng chậm rãi nheo mắt với vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Huyên nhìn y, bật cười, còn kiếm tu nào nữa không? Cứ tới đây, ta vô địch. Những lời này của hắn khiến các cường giả thần quốc sôi trào trong lòng. Chỉ vung kiếm đã kết liễu một vị kiếm thần như A Đại, một chiêu này của Diệp Huyên lập tức nâng cao tinh thần của họ. Vào giờ phút ấy, mọi tầm mắt của cường giả thần quốc đều dồn lên người Diệp Huyên, nội tâm mỗi người cũng dần phát sinh biến đổi. Trong thế giới tôn sùng thực lực này, kẻ mạnh chính là vua. Đối diện Diệp Huyên, Liên Khiếu Thiên cũng cười khẽ, ta thật sự là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Y vừa dứt lời, một gã đàn ông mặc áo tím cầm trường thương xuất hiện. Gã nhìn Diệp Huyên một phen rồi nói, hắn thua không phải vì thực lực không bằng, mà là vì thể chất của ngươi, đúng chứ? Diệp Huyên cong môi, ngươi đang nói nhảm cái gì thế? Thể chất của ta thì không phải là một phần trong thực lực của ta à? Ta không phải kiếm tu, ngươi sẽ không được may mắn như vậy đâu. Gã đàn ông hô lên rồi biến mất. Một tiếng kiếm minh chấn động chân trời. Gã đàn ông áo tím nheo mắt lại, ngọn thương trong tay lao ra như một con rồng hung hãn. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một thương một kiếm dùng phương thức trực tiếp nhất va vào nhau. Oanh! Ngọn thương nứt toác, lưỡi kiếm xuyên thấu giữa trán gã đàn ông. Lại một lần giết địch trong chớp mắt khiến không gian xung quanh bất chợt im phăng phắc.
Sắc mặt những người ở đại thế giới huyền hoàng đã bắt đầu có phần khó xem lẫn nghiêm trọng, bởi vì sức mạnh của Diệp Huyên đã vượt quá dự đoán của họ. Những cường giả thần quốc cũng kinh ngạc. Không lâu trước đây, Diệp Huyên là người chẳng có chút cảm giác tồn tại nào, nhưng bây giờ sức mạnh của hắn đã đạt đến mức bất thường. Gã đàn ông áo tím trợn trừng mắt, kiếm của ngươi. Diệp Huyên liếc nhìn thanh kiếm Thiên Chu trong tay, cười hỏi, người định nói ta thắng là nhờ kiếm chứ không phải bản thân ta chứ gì. Vốn là như vậy. Trong mắt gã, thanh kiếm này hoàn toàn áp chế ngọn thương của gã nên mới dễ dàng chém bể nó như vậy. Diệp Huyên bước đến, ta lại thích nhìn các ngươi khó chịu rồi lại không làm gì được ta đấy, sướng vãi luôn. Ha ha. Phụt. Gã đàn ông hộc ra một ngụm máu tươi, tắt thở bỏ mình. Diệp Huyên vung tay lên, nhẫn chứa của gã lập tức bay vào tay hắn, sau đó quay sang cười nhăn nhở với Liên Khiếu Thiên, còn ai muốn ra nữa không? Đối phương chỉ bình thản nhìn lại, không nói gì. Hắn cất giọng cười ha hả, thế hệ trẻ không có thì thế hệ già cũng được. Đừng vội, ta không ngại các người ỷ lớn hiếp nhỏ đâu. Những lời của hắn khiến sắc mặt các cường giả đại thế giới huyền hoàng trở nên xấu xí vô cùng. Bọn họ không phải không có những yêu nghiệt trẻ tuổi, nhưng lần này không ai đi theo cùng, hơn nữa chưa chắc gì những người đó đã sánh được với tên yêu nghiệt trước mặt này. Không thể không nói, cho dù đặt ở đại thế giới huyền hoàng, Diệp Huyên cũng tuyệt đối nằm trong những người xuất sắc nhất thế hệ trẻ. Trên lưng đại bàng, Liên Khiếu Thiên dõi mắt nhìn sang thần cơ trên đàn tế, còn cần bao lâu nữa? Ông lão đáp, ta đã tìm được một chút khí tức của nàng ta, nhiều nhất nửa giờ nữa. Diệp Huyên lẳng lặng nghe. Những người này thật sự có thể tìm được cô gái váy trắng ư? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thật sự có chút nhung nhớ người con gái đã bao lần giúp hắn, không biết bây giờ nàng ấy thế nào rồi. Bỗng nhiên, Liên Khiếu Thiên lên tiếng, Diệp Huyên, trước khi đến đây, vương có giao phó cho bổn soái một chuyện. Nếu ngươi bằng lòng giao nộp bảo vật ấy và quy thuận Bắc Cảnh, chúng ta có thể bỏ qua cho ngươi, đồng thời chỉ hấp thu một nửa linh khí của vũ trụ hỗn độn, để phần còn lại cho các ngươi. Ngoài ra, chỉ cần vũ trụ của các ngươi mỗi năm cống nạp 50 tỷ thần tinh cho Bắc Cảnh, chúng ta sẽ không cướp đoạt các thế lực lớn của các ngươi. Sắc mặt các cường giả thần quốc thoát cái tối sầm như trời bão. Hấp thu một nửa linh khí của vũ trụ hỗn độn. Mỗi năm cống nạp 50 tỷ thần tinh. Chúng xem bọn họ như thịt cá trên thớt hay gì. Diệp Huyên chỉ lắc đầu cười cười. Xem ra mưu đồ của đại thế giới huyền hoàng này còn hiểm ác hơn hắn tưởng nhiều. Nếu hắn đồng ý điều kiện của chúng, tuy có thể bảo đảm vũ trụ hỗn độn bình an nhưng bọn họ cả đời sẽ không thể ngẩng mặt lên được. Hơn nữa, Bắc Cảnh bắt họ mỗi năm cống nạp 50 tỷ thần tinh chính là bắt toàn bộ vũ trụ hỗn độn trở thành nô lệ cho chúng. Quan trọng nhất là sự sỉ nhục. Cho dù hắn có gật đầu, những người khác ở thần quốc cũng sẽ không đồng ý, huống chi hắn cũng không có ý định đó. Liên Khiếu Thiên nhàn nhạt nói, nếu ngươi không bằng lòng, vũ trụ hỗn độn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Đã biết bên nào nặng bên nào nhẹ chứ? Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi nói, ta vốn có hơi sợ hãi, nhưng bây giờ thì hết rồi. Vì sao? Bởi vì các ngươi đang tìm nàng ấy. Bởi vì bọn chúng đang đi tìm cô gái váy trắng. Liên Khiếu Thiên nhếch mép, ngươi cho rằng nàng ta có thể chống lại chúng ta. Ngươi đoán xem, Diệp Huyên cười khùng khục. Liên Khiếu Thiên đang muốn đáp lại thì thần cơ bỗng nhiên la lên, tìm được rồi. Tất cả rối rít nhìn lên, chỉ thấy thần cơ đang ngửa đầu nhìn vào sâu trong vũ trụ. Từ trong mắt lão, có thể thấy được hình bóng mơ hồ của một người con gái trong tà váy trắng. Thần cơ phấn khích reo lên, tìm được rồi, tìm được nàng ta rồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gương mặt có phần tái xanh của thần cơ, hiển nhiên lão đã phải hao tổn không ít sức lực. Sau đó, lão giơ tay lên kết ấn rồi nhẹ nhàng đẩy về trước, thiên địa vạn pháp, tầm tung, hiện. Lão vừa dứt lời, không gian trước mặt đã chấn động kịch liệt trước khi một hình ảnh dần dần xuất hiện. Đó là một vùng không gian đen nhánh được điểm xuyết bởi những đốm sao lẻ loi giữa bốn bề tĩnh lặng, một cô gái xuất hiện cuối tầm mắt. Nàng khoác trên người bộ váy trắng thướt tha, tóc dài xõa xuôi vai, chỉ có đuôi tóc được buộc lại bằng một dải lụa tím, đang chậm rãi bước vào lòng vũ trụ. Sự chú ý của mọi người lập tức bị nàng ấy thu hút. Diệp Huyên nhìn thân hình quen thuộc ấy,
cảm thấy một tia phấn khởi dâng lên trong lòng. Đúng là nàng ấy rồi. Trong tầng thứ 5 của tháp giới ngục, A Việt, Viêm Già và Diệp Liên cũng đang chăm chú quan sát hình ảnh bên ngoài. Ánh mắt A Việt nhìn cô gái váy trắng đã đanh lại từ bao giờ, đúng là nàng ta rồi. Viêm Già cũng bày ra vẻ nghiêm trọng, không ngờ nàng ta vẫn còn ở tứ duy. Hai người bọn họ thật ra không xa lạ gì với cô gái váy trắng, bởi vì họ đã gặp nhau khi tòa tháp này mang họ đi đánh nhau với ba người kia. Mà thực lực của ba người đó, thật sự là không thể dùng ngôn từ để diễn tả được. Trong đó, ngoại trừ kiếm tu mặc áo bào trắng ra thì cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh còn lại, đặc biệt là cô gái có tính tình tệ hại vô cùng, nóng nảy không kém gì ngọn lửa. A Việt bỗng lên tiếng, sắp có chuyện rồi đấy. Chuyện lớn, Viêm Già đồng tình. Diệp Liên tò mò hỏi, A Việt tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ váy trắng kia lợi hại lắm đúng không ạ? Cô gái váy đen gật đầu, cực kỳ ấy. Diệp Liên không khỏi tròn mắt, lợi hại hơn đại ca không? A Việt do dự một hồi, muội cảm thấy đại ca muội lợi hại lắm sao? Cô bé lập tức gật đầu, đại ca lợi hại lắm luôn, muội nghĩ là huynh ấy có thể đánh ngang sức với vị tỷ tỷ này đó. Nếu hai người họ thi xem mặt ai dày hơn thì đại ca muội tuyệt đối vô địch, A Việt lèm bèm. Diệp Liên che miệng cười khúc khích, da mặt đại ca đúng là dày hơn trước kia nhiều. Nhưng rồi như nghĩ đến gì đó, sắc mặt cô bé trở nên ảm đạm, khiến A Việt phải nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Diệp Liên khẽ rũ đầu, đại ca khi còn ở Thanh Thành rất cực khổ, dường như chưa một lần nở nụ cười. Cô gái váy đen dịu dàng xoa đầu Diệp Liên, thế gian này còn nhiều người khổ sở hơn hắn nhiều, nên phải biết quý trọng những gì đang có, hiểu chưa? Cô bé gật đầu, muội sẽ tu luyện thật chăm chỉ để không làm gánh nặng cho đại ca. A Việt bật cười, thật ra muội đã rất mạnh rồi, nhưng vấn đề là lại không có sát khí. Muội có thể nhân từ với đại ca hoặc bạn bè, nhưng tuyệt đối không thể với kẻ thù, rõ chưa? Rõ ạ. A Việt gật đầu vừa lòng, tiếp tục nhìn ra bên ngoài tháp. Hình ảnh cô gái váy trắng càng lúc càng hiện lên rõ ràng trong vũ trụ, bỗng nhiên nàng dừng bước, quay phát lại với đôi mắt nheo nheo, tìm ta à? Từ nơi cách xa vạn dặm, thần cơ trừng mắt nhìn nàng ấy, các hạ có dám hiện thân, đánh một trận cùng chúng ta? Cô gái chỉ nhìn lại đầy lạnh nhạt, đánh với ngươi. Không dám sao, một nụ cười mỉa xuất hiện trên môi lão già. Nàng ngờ cô gái váy trắng cũng nhếch mép đầy dữ tợn, thứ rác rưởi. Thần cơ cười lạnh, nếu trong mắt các hạ, chúng ta là rác rưởi, vậy thì tại sao không xuất hiện một phen? Đối phương liếc lão một cái trước khi ánh mắt đặt lên người Diệp Huyên, sắc mặt bỗng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Diệp Huyên hớn hở vẫy tay, chào. Cô gái hô lên, rút kiếm. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì thanh thiên chu bên hông đã bay vút ra. Một tiếng xoẹt đi kèm kiếm quang lóe lên, lưỡi kiếm đã cắm xuyên giữa trán lão già thần cơ. Tất cả những người có mặt ngây ra như bị sét đánh, ngay cả Liên Khiếu Thiên đến từ đại thế giới huyền hoàng cũng không thể nào tin được khi chứng kiến cô gái váy trắng có thể mượn kiếm giết chết thần cơ khi ở cách đó hàng mấy tinh vực. Hơn nữa lại còn ra tay một cách nhẹ nhàng như không. Bị kiếm cắm xuyên trán, hai mắt thần cơ trừng lớn như hai quả chuông đồng, tràn ngập vẻ kinh hãi và khó tin. Lão không hiểu được vì sao lại ăn phải một kiếm này. Một kiếm này. Không thể dùng bất kỳ từ ngữ gì để hình dung. Thân hình già nua của lão chậm rãi ngã xuống. Liên Khiếu Thiên siết chặt bàn tay, trừng mắt nhìn cô gái váy trắng. Thấy nàng ấy nhìn lại, y nhếch môi, chúng ta đã đánh giá khá thấp Diệp Huyên lẫn ngươi. Chỉ, khá, thôi ư, đối phương nhàn nhạt hỏi lại, ánh mắt dần lạnh đi, người vĩnh viễn không biết được người yếu ớt đến mức nào. Liên Khiếu Thiên khạc ra một tiếng cười, yếu ư. Bổn soái tuy không phải cường giả đứng đầu Bắc Cảnh, nhưng chưa ai dám nói ta yếu cả. Đôi mắt y nhìn vào cô gái váy trắng, nào, dùng lại chiêu vừa rồi đi, xem ngươi có thể chém chết bổn soái hay không. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh hùng hậu đã tuôn trào từ cơ thể y. Quỳnh, tinh không bốn phía lập tức run rẩy như đang gặp phải một trận động đất mãnh liệt. Các cường giả thần quốc cũng nghiêm mặt khi nhìn thấy màn thể hiện sức mạnh kinh người. Tuyệt đối vượt qua mọi người ở đây của Liên Khiếu Thiên. Sắc mặt Diệp Huyên cũng trở nên nghiêm trọng, trước kia hắn còn định dùng nhất kiếm vô lượng để chém chết tên này,
nhưng bây giờ xem ra hắn không thể bảo đảm sẽ hoàn toàn. Nhưng ít nhất vẫn còn 7 phần xác suất. Nhất kiếm vô lượng là kiếm kỹ coi thường tất cả các cảnh giới. Nó rất mạnh, nhưng hắn cũng không dám nói nó tuyệt đối vô địch. Hắn vốn định sử dụng nó để liều chết một phen, nào ngờ những người từ đại thế giới huyền hoàng này lại đi tìm cô gái váy trắng. Đây là điều hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của hắn. Đến đây, Diệp Huyên không khỏi đánh mắt nhìn nàng ấy như bao người khác đang làm. Liên Khiếu Thiên cười gần, tới đây, rút kiếm đi chứ, đại thế giới huyền hoàng ta đến trời cũng dám chống lại, há chi là ngươi. Cô gái váy trắng đáp với vẻ vô cảm, nghịch thiên còn có ngoại lệ, còn nghịch ta ư. Tuyệt đối không có đường sống. Vừa dứt lời, những ngón tay nàng khép lại. Kiếm Thiên Chu lần nữa run lên trước mặt Diệp Huyên trước khi phát ra một tiếng kiếm minh cao vút rồi lao ầm ầm về phía Liên Khiếu Thiên. Sắc mặt Liên Khiếu Thiên vặn lại, nắm hai tay lại trước người rồi bổ xuống. Ầm! Một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa sinh ra theo nắm tay y, ngay lập tức xé toang không gian trong nghìn dặm. Những người khác cũng phải cuống quýt lùi lại trước sức mạnh như hồng thủy này. Mọi tầm mắt tập trung vào Kiếm Thiên Chu khi nó nghiêng lưỡi kiếm, va chạm với luồng sức mạnh của Liên Khiếu Thiên. Uỳnh! Chớp mắt một cái, luồng sức mạnh đã tan thành mây khói, bốn bề cũng trở lại yên tĩnh. Lưỡi kiếm đã xuyên thấu giữa mày Liên Khiếu Thiên. Sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy tất cả. Hai mắt Liên Khiếu Thiên dại ra, trên gương mặt đờ đẫn chỉ còn lại vẻ khó tin, sao? Sao có thể, không thể, nào? Y nào có ngờ rằng bản thân không thể chặn lại dù chỉ một kiếm của cô gái váy trắng. Đương sự vừa ra tay thì khịt mũi đầy khinh miệt, đoạn nhìn sang Diệp Huyên, thấy hắn phấn khích tuét miệng cười, đã lâu không gặp. Nàng ấy chăm chú quan sát hắn một hồi mới khẽ nói, thực lực cũng tạm được. Diệp Huyên vui như mở cờ trong bụng, ta đã rất chăm chỉ tu luyện đấy. Nhưng vẫn không đủ. Thấy nàng ấy lắc đầu, Diệp Huyên gật gật, ta biết rồi. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cô gái váy trắng cũng gật đầu rồi liếc mắt sang Kiếm Thiên Chu. Nó lập tức run bắn lên như đang sợ. Diệp Huyên không biết phải nói gì. Hắn chưa từng thấy thanh kiếm này sợ thứ gì, nào ngờ đối mặt với cô gái váy trắng lại nhát như cái thế này, xem ra nó và nàng ấy có liên hệ gì với nhau. Cô gái váy trắng nói, ta không ngờ ngươi cũng đi theo hắn. Thiên Chu phát ra một tiếng kiếm minh trầm đục. Đối phương bỗng xòe tay ra, để một thanh kiếm xuất hiện trong đó, người biết ý ta. Thanh kiếm run lên khe khẽ trước khi hóa thành một tia kiếm quang biến mất cuối vũ trụ. Diệp Huyên bỗng lên tiếng, người có biết thanh kiếm này không? Cô gái nhìn thanh Thiên Chu trong tay hắn, nói, nó và kiếm của ta. Bỗng nhiên đôi mày nàng nhíu lại, ra đây. Vừa dứt lời, một thanh kiếm bên trong tháp giới ngục bay vút ra. Đó là kiếm của Tiểu Thất. Nó vừa xuất hiện đã run như cầy sấy, trốn tịt sau lưng Diệp Huyên, xem ra còn sợ hãi hơn Thiên Chu. Gương mặt cô gái váy trắng lại trở nên vô cảm, người cũng ở đây. Kiếm của Tiểu Thất càng run rẩy dữ dội hơn. Diệp Huyên không khỏi hỏi nàng ấy, hình như chúng rất sợ người. Hai thanh kiếm này và kiếm của ta vốn là một, sau đó vì một vài nguyên nhân mà bị tách làm bốn thanh. Diệp Huyên không khỏi sửng sốt, bốn thanh, một thanh. Đối phương gật đầu, chúng nó vốn là một thể, nhưng bây giờ mỗi thanh đã có kiếm đạo nhân sinh riêng cho mình rồi. Sau một hồi do dự, hắn lại lên tiếng, nếu chúng hợp nhất lại thì sẽ thế nào? Sẽ thành thanh kiếm ban đầu kia. Đó là kiếm gì? Hắn vội vàng truy hỏi. Cầu bại. Diệp Huyên ngẩn người, lặp lại, kiếm cầu bại. Cô gái váy trắng gật đầu, năm ấy ta. Không, là năm ấy nàng đã vô địch, không còn ai có thể làm đối thủ của nàng, vì vậy mới có tên cầu bại. Đôi mắt nàng nhìn vào Diệp Huyên, người có thể thử dung hợp chúng nó lại. Nhưng chỉ hợp kiếm chứ đừng hợp linh, có nghĩa là có thể hợp cũng có thể phân, mỗi thanh là riêng bản thân bọn chúng. Nếu ta hợp nhất chúng lại thì sẽ thế nào? Im lặng một hồi, cô gái đáp, có lẽ người có thể gặp nàng. Nhìn thấy nàng. Diệp Huyên hơi khó hiểu, ai? Nhưng cô gái váy trắng không trả lời nữa, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, chăm chỉ tu luyện, ta sẽ đợi ngươi. Dứt lời, nàng ấy dần trở nên hư ảo. Diệp Huyên vội hỏi, người đi đâu vậy? Cô gái váy trắng đáp, giết người. Nói xong, nàng ấy đã hoàn toàn biến mất,
Diệp Huyên ngẩn người, trông hơi buồn bã. Chung quanh yên tĩnh như đóng băng. Cô gái váy trắng. Tất cả mọi người đều không ngờ cô gái váy trắng sẽ mạnh đến thế. Một kiếm đã giết được Liên Khiếu Thiên. Hơn nữa còn là một kiếm thi triển từ nơi cách đây vô số tinh vực. Nếu bản thể của nàng ấy ở đây, nàng ấy sẽ mạnh cỡ nào? Mọi người đều nhìn Diệp Huyên, lúc này cuối cùng họ đã biết vì sao Diệp Huyên lại yêu nghiệt như thế, cũng hiểu tại sao hắn nắm giữ chí bảo ngũ duy mà vẫn có thể sống lâu như vậy. Thì ra đằng sau hắn là một đại thần. Vui mừng! Đây là cảm xúc của tất cả các cao thủ thần quốc hiện giờ. Bởi vì người đứng sau Diệp Huyên rất mạnh, điều này có nghĩa là vũ trụ hỗn độn hoàn toàn có khả năng chống lại đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên rời mắt sang nhóm người Bách Nhân Đoàn ở phía xa, một tên tướng lĩnh đứng đầu đột nhiên bảo, rút lui. Rút lui. Liên Khiếu Thiên đã chết trận, chỉ dựa vào 100 người họ thì không thể nào chống lại cả vũ trụ hỗn độn. Rút lui. Diệp Huyên cười khẩy, người bị thiểu năng sao? Còn muốn rút lui, giết cho ông. Giết sạch bọn chúng. Hắn vừa dứt lời, vô số cao thủ thần quốc đằng sau hắn liền lao ra. Mặt mũi của tên tướng lĩnh đứng đầu Bách Nhân Đoàn trở nên dữ tợn, liều chết chiến đấu. Liều chết chiến đấu. Dứt lời, 100 người đồng thời xông lên. Để tránh việc người của đại thế giới huyền hoàng chết quá nhiều, Diệp Huyên cũng xông lên theo. Phải nói 100 người này rất mạnh, nhưng không có sự hỗ trợ của cao thủ đứng đầu. Họ hoàn toàn không phải đối thủ của vũ trụ hỗn độn. Sau khoảng một canh giờ, 100 người kia đã bị tiêu diệt. Nhìn thi thể của 100 người trôi nổi trong tinh không, mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, Chu Á Phu đứng cạnh hắn hỏi, phải xử lý thi thể của những người này thế nào? Diệp Huyên trả lời, chém đầu tất cả rồi treo ở đây. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc, cùng nhìn về phía Diệp Huyên. Chu Á Phu do dự, sau đó nói, những người này dũng cảm không sợ chết, cũng là nam tử, nếu đối xử với họ theo cách này. Diệp Huyên nhìn Chu Á Phu, họ chiến đấu cho đến chết cũng không đầu hàng hay chạy trốn, lòng ta kính trọng họ, nhưng tiền bối có từng nghĩ tới mục đích họ đến vũ trụ hỗn độn là gì không? Là để hủy diệt vũ trụ hỗn độn của chúng ta. Nếu chúng ta thua trận, một khi để họ bước vào vũ trụ hỗn độn, liệu họ có tôn trọng sinh linh của vũ trụ hỗn độn chúng ta không? Không. Họ sẽ tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác. Nói tới đây, hắn nhìn lướt qua bốn phía, chúng ta tôn trọng cao thủ nhưng không tôn trọng kẻ xâm lược. Chỉ cần hắn là kẻ xâm lược, bất luận hắn mạnh đến đâu, khí khái cỡ nào, đều không đáng để chúng ta tôn trọng, việc chúng ta cần làm là phải mạnh hơn họ, tàn nhẫn hơn họ. Hắn đưa mắt nhìn vào khoảng không phía xa, ám vệ, chém đầu chúng. Nói xong, hơn 20 người bỗng dưng xuất hiện, chỉ chốc lát. 100 cái đầu be bét máu được bày ra trước mặt mọi người. Diệp Huyên dửng dưng bảo, cứ treo chúng ở đây đi. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía sâu trong tinh không, thực lực của chúng ta yếu hơn đại thế giới huyền hoàng, nhưng chúng ta phải để tất cả mọi người biết rằng chúng ta dám chiến đấu. Chúng ta dám chiến đấu. Câu này cứ lảng vảng trong đầu mọi người. Lúc này, Diệp Huyên bỗng lên tiếng, thu dọn chiến lợi phẩm. Nghe vậy. Mọi người lập tức lộ vẻ vui mừng, phải biết trang bị của Bách Nhân Đoàn đều rất cao cấp, còn tốt hơn cả trang bị của binh sĩ thần quốc. Diệp Huyên nhìn về phía xa, con đại bàng cách đó không xa cũng đã bị mấy người mục nam chi bao vây. Diệp Huyên bước tới trước mặt nó lập tức nổi giận gào lên. Diệp Huyên hỏi, chịu đầu hàng chưa? Đại bàng căm tức nhìn Diệp Huyên, mắt lóe lên tia sáng hung ác. Diệp Huyên gật đầu, giết. Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi. Lúc này, một ông lão vội lên tiếng, thần chủ, có thể giao nó cho lão phu không? Diệp Huyên nhìn ông lão, thượng quan tiên nhi đứng cạnh ông ta nói, người này là tông chủ vạn thú tông, họ rất giỏi trong việc khống chế yêu thú. Diệp Huyên gật đầu, được. Nghe vậy, tông chủ vạn thú tông thầm mừng rỡ, vội vàng thi lễ, đa tạ. Diệp Huyên nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó nói, thượng quan cô nương. Cô chia chiến lợi phẩm giành được cho mọi người đi, còn việc chia thế nào thì tùy cô. Thượng quan tiên nhi gật đầu, rõ. Diệp Huyên không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Hắn đến một nơi trong tinh không, lặng lẽ ngồi đó nhìn tinh không vô tận ở chung quanh. Lúc này, một cô gái bước tới bên cạnh hắn. Người đến chính là Triệu Mục.
Diệp Huyên nhìn Triệu Mục, cười gọi, Triệu cô nương. Triệu Mục nhìn Diệp Huyên không đáp. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, lần này chúng ta đã thắng, nhưng không hiểu sao ta lại không vui chút nào cả. Triệu Mục bước tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyên, nàng ấy không lên tiếng. Diệp Huyên xòe tay ra, tháp giới ngục xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nhìn tháp giới ngục trong tay, Diệp Huyên khẽ nói, tháp này tượng trưng cho ngũ duy, theo lý thì nó không nên rơi vào tay ta, nhưng nó vẫn rơi vào tay ta. Nói xong, hắn lắc đầu cười, ta có trực giác, đó là trong tương lai ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối rất lớn. Thập giới ngục chấn động như đang nói gì đó. Tiểu Linh Nhi bỗng lên tiếng, nó nói, nó sẽ dẫn người đi ngũ duy. Đi ngũ duy? Diệp Huyên cười hỏi, tới ngũ duy làm gì? Tiểu Linh Nhi trả lời, nó bảo tới ngũ duy trồng linh quả. Diệp Huyên, tháp giới ngục. Lúc này tháp giới ngục bỗng xuất hiện trước mặt Tiểu Linh Nhi, nó run rẩy nhìn cô bé như đang phản đối. Tiểu Linh Nhi vẫy tay phải, thanh kiếm trên đỉnh tháp bay vào tay cô bé nhìn tháp giới ngục, ngươi có vấn đề gì sao? Tháp giới ngục im lặng một lúc, sau đó vội vàng lắc đầu tỏ ý không có vấn đề. Tiểu Linh Nhi nói tiếp, nếu ngươi có vấn đề gì thì có thể nói, ta không phải Linh An nói vô lý. Tháp giới ngục. Nhìn Tiểu Linh Nhi và tháp giới ngục, Diệp Huyên lắc đầu cười, sau đó đứng dậy nhìn Triệu Mục, Triệu cô nương, chúng ta đi thôi. Triệu Mục gật đầu. Nhưng lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi đột nhiên đi tới, nàng ấy nhìn Triệu Mục rồi nhìn sang Diệp Huyên, bây giờ về Trật Tự Thành luôn sao? Diệp Huyên lắc đầu, không về. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, sao vậy? Diệp Huyên đáp, bởi vì người của Đại Thế Giới Huyền Hoàng chắc chắn sẽ đến nữa. Sau đó hắn nhìn lướt qua tinh không bốn phía, từ giờ trở đi, nơi này sẽ là lá chắn cuối cùng của vũ trụ hỗn độn chúng ta. Lá chắn cuối cùng. Thượng Quan Tiên Nhi im lặng. Nơi đây tập trung hầu hết tất cả các cao thủ hàng đầu của vũ trụ hỗn độn. Nếu nó thua trận, điều này cũng có nghĩa là vũ trụ hỗn độn sẽ bị rơi vào tay giặc. Diệp Huyên đột nhiên nói, bảo tông chủ Thiên Cơ Tông tới gặp ta. Thượng Quan Tiên Nhi khẽ gật đầu, lặng lẽ ra ngoài. Không lâu sau, tông chủ Thiên Cơ Tông đến gặp Diệp Huyên, hắn hỏi, có tin tức của tiểu thất chưa? Tông chủ Thiên Cơ Tông lắc đầu, tạm thời vẫn chưa, nhưng người của chúng ta đã bắt đầu tìm từ thiên môn, mong là sẽ có tin tốt. Diệp Huyên gật đầu, lại hỏi, cách vũ trụ hỗn độn chúng ta gần nhất là vũ trụ nào? Chỉ những nơi chưa bị diệt vong. Ông ta trầm giọng đáp, vũ trụ hảo hán, họ cách chúng ta khá xa, sở dĩ họ chưa lọt vào tầm ngắm của Đại Thế Giới Huyền Hoàng là vì chúng ta gần Huyền Hoàng hơn. Nếu chúng ta bị diệt vong, mục tiêu tiếp theo của Đại Thế Giới Huyền Hoàng nhất định sẽ là họ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta sẽ tới vũ trụ hảo hán một chuyến. Tông chủ Thiên Cơ Tông nhìn Diệp Huyên, thần chủ muốn liên minh với họ sao? Diệp Huyên gật đầu, tuy chúng ta phải dựa vào chính mình, nhưng có thể lôi kéo được vài người giúp đỡ cũng tốt. Tông chủ Thiên Cơ Tông do dự, sau đó nhắc nhở, vũ trụ hảo hán khá phức tạp. Diệp Huyên hỏi, phức tạp thế nào? Ông ta nặng nề trả lời, vũ trụ hảo hán không phải nơi đã được thống nhất, thế lực rắc rối phức tạp. Ở vũ trụ hảo hán có một tông môn tên là Liêu Nguyên Tông, đây là thế lực mạnh nhất, nhiều người nhất, nhưng người của họ như chó dại. Đến đâu cũng cướp của giết người, làm cho nơi đó trở nên rất hỗn loạn, vì vậy. Nói xong, ông ta lắc đầu, rất khó để liên minh với họ. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, dù sao cũng phải thử xem. Tông chủ Thiên Cơ Tông gật đầu, nếu có thể thuyết phục họ cùng chúng ta chống lại Đại Thế Giới Huyền Hoàng tất nhiên là chuyện tốt, nhưng thần chủ phải cẩn thận trong chuyến đi này, ở đó cũng có cao thủ, đặc biệt là Liêu Nguyên Tông, đây không phải người lương thiện đâu. Diệp Huyên gật đầu, ta tới tìm họ để hợp tác chứ không phải gây sự. Lúc này Thượng Quan Tiên Nhi lên tiếng, có cần ta đi cùng ngài không? Diệp Huyên lắc đầu, thần quốc còn rất nhiều việc cần cô phụ trách. Sau đó hắn nhìn sang Triệu Mục, Triệu cô nương, cô có rảnh không? Nếu rảnh thì đi cùng ta một chuyến. Triệu Mục đang định trả lời thì Diệp Huyên đã cười bảo, ta biết cô rảnh mà, chúng ta đi thôi. Triệu Mục. Sau khi đến gặp tông chủ Thiên Cơ Tông hỏi đường đi vũ trụ hảo hán, Diệp Huyên liền dẫn Triệu Mục lên đường. Lần này Diệp Huyên không lái tàu đế tinh, mà là cưỡi cự long hoàng kim.
Tốc độ của Cự Long Hoàng Kim không nhanh bằng tàu đế tinh nhưng nó ngầu. Diệp Huyên lẳng lặng đứng trên lưng Cự Long Hoàng Kim, bên cạnh hắn không xa là Triệu Mục. Vũ trụ hạo hãn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xăm, mong là đám người đại thế giới huyền hoàng sẽ không tới quá nhanh. Thứ hắn cần nhất bây giờ là thời gian. Sau khoảng một canh giờ, Diệp Huyên và Triệu Mục tiến vào vũ trụ hạo hãn. Diệp Huyên cảm nhận chung quanh, mức dồi dào của linh khí trong vũ trụ này loãng hơn vũ trụ hỗn độn. Vào lúc này, một hơi thở mạnh mẽ chợt xuất hiện từ nơi xa, ngay sau đó một người đàn ông áo đen xuất hiện phía trước Diệp Huyên và Triệu Mục không xa. Diệp Huyên đang định lên tiếng, hắn ta đã nhìn Triệu Mục, khóe miệng khẽ nhếch, nữ nhân này thật đẹp. Diệp Huyên cau mày, hơi thở của người trước mặt không yếu, tuy chưa tới đế cảnh nhưng cũng là thiên đạo cảnh đỉnh cao. Cao thủ cấp bậc này không nên có tính cách như thế được. Diệp Huyên đang định nói thì người đàn ông áo đen nhìn sang hắn, nữ nhân này của ngươi, ta muốn. Ta. Một thanh kiếm xuyên thủng qua giữa lông mày hắn ta. Hắn ta trợn mắt lên, ta là người của Liêu Nguyên. Ngươi dám. Diệp Huyên lại giơ tay chém một nhát. Xoẹt. Đầu hắn ta bay thẳng ra ngoài. Diệp Huyên nhìn cái đầu kia, nói khẽ ông còn là thần chủ của thần quốc đây này. Ông đã kiêu ngạo chưa? Nhìn cái đầu của thanh niên rơi xuống trước mặt, Diệp Huyên yên lặng. Hắn biết, chuyến đi này sẽ không được suôn sẻ. Lúc này, một tàn ảnh lướt tới từ phía xa. Diệp Huyên nhíu mày, một luồng kiếm thế mạnh mẽ cuộn trào ra khỏi cơ thể hắn. Oanh! Luồng kiếm thế này lập tức buộc tàn ảnh kia phải dừng lại tại chỗ. Tàn ảnh tản đi, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người đàn ông mặc trường bào đen, trước ngực trái được khắc hai chữ Liêu Nguyên nhỏ màu đen. Liêu Nguyên. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, kiếm thần. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, Diệp Huyên, thần chủ thần quốc vũ trụ hỗn độn, muốn gặp tông chủ Liêu Nguyên tông của các ngươi. Người đàn ông nheo mắt lại, thần chủ vũ trụ hỗn độn. Hắn ta vừa quan sát Diệp Huyên, vừa cười khẩy, ngươi là thần chủ của vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên lạnh nhạt hỏi, người muốn chết đúng không? Vẻ mặt của người đàn ông trở nên dữ tợn, hắn ta đang định nói thì một thanh phi kiếm dí vào giữa lông mày hắn ta. Kiếm xuyên nửa tấc, máu chảy ra ngoài. Người đàn ông đờ người ra, nhìn Diệp Huyên, các hạ tới đây để gây hấn với Liêu Nguyên Tông ta ư. Ngươi! Lúc này, một tia kiếm quang chém vào vai người đàn ông. Xoẹt! Cánh tay phải của hắn ta lập tức rơi xuống. Diệp Huyên bước tới trước mặt người đàn ông, Liêu Nguyên Tông của ngươi ở đâu? Hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, đây không phải vũ trụ hỗn độn của ngươi, ngươi. Lại một tia kiếm quang chém xuống. Xoẹt! Cánh tay trái của người đàn ông cũng bị văng ra. Diệp Huyên nhìn hắn ta, thử nói nhảm thêm một câu nữa xem. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta sẽ đưa ngươi đi. Diệp Huyên gật đầu, dẫn đường. Bằng cách này. Dưới sự dẫn đường của người đàn ông, Diệp Huyên đi tới Liêu Nguyên Tông của vũ trụ hạo hãn. Vừa đến Liêu Nguyên Tông, một nhóm người đã tụ tập trước mặt Diệp Huyên, đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen. Ông ta nhìn thiếu niên bên cạnh Diệp Huyên, sau đó nhìn sang hắn, tay của hắn là do ngươi chém. Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, hình như vũ trụ hạo hãn chúng ta cũng không có thủ oán gì với vũ trụ hỗn độn ngươi. Diệp Huyên cười đáp, không có, chỉ là chúng ta vừa đến, người của Liêu Nguyên Tông ông đã muốn cướp nữ nhân của ta. Lúc này, một đôi mắt sắc như kiếm ở bên cạnh đổ dồn vào hắn. Diệp Huyên vội vàng đổi lời, là bạn của ta, Liêu Nguyên Tông ông muốn cướp bạn của ta nên ta đã cho hắn một bài học nhỏ. Ông ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người giết hắn, sau đó nói chỉ là một bài học nhỏ. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên. Hắn nên tôn trọng ta và bạn của ta, đúng không? Ông ta lắc đầu cười, xưa nay ở vũ trụ hạo hãn luôn là người khác tôn trọng Liêu Nguyên Tông chúng ta. Diệp Huyên xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, có vẻ như chúng ta cần đánh trước một trận mới được. Trong thế giới này, người nào mạnh người đó là vua. Hắn biết để có được sự tôn trọng của những người này, hắn chỉ có thể dùng thực lực. Chỉ khi thực lực đủ mạnh. Họ mới nhìn thẳng vào hắn. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, tay phải từ từ siết lại, như ngươi mong muốn. Nói xong,
Ông ta vừa định ra tay thì có một giọng nói vọng lại từ phía chân trời, hóa ra là Diệp thành chủ của thần quốc Giá Lâm, xin lỗi vì đã không tiếp đón từ xa. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng đang đứng trên không trung. Người đàn ông trung niên áo bào trắng hờ hững hỏi, Diệp thành chủ không đi đối kháng với đại thế giới huyền hoàng, sao lại có thời gian rảnh đến vũ trụ hảo hãn chúng ta thế? Diệp Huyên nheo mắt, ông biết ta. Người đàn ông áo bào trắng cười hỏi ngược lại, bây giờ có ai không biết Diệp thành chủ chứ? Diệp Huyên cười mỉm, chắc hẳn các hạ là tông chủ của Liêu Nguyên Tông phải không? Ông ta lắc đầu, phó tông chủ. Diệp Huyên gật đầu, phó tông chủ, có lẽ ông đã biết mục đích chuyến đi này của ta. Người đàn ông áo bào trắng cười đáp, ta biết, Diệp thành chủ muốn lôi kéo chúng ta cùng ngươi chống lại đại thế giới huyền hoàng, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông áo bào trắng cười ha hả, Diệp thành chủ, ý tưởng của ngươi không được ổn lắm. Ngươi bảo chúng ta đối kháng với đại thế giới huyền hoàng, ta muốn hỏi xem chúng ta sẽ được lợi ích gì. Diệp Huyên bình tĩnh tiếp lời, lợi ích, nếu vũ trụ hỗn độn bị tiêu diệt, ông nghĩ họ sẽ đến tìm ai tiếp theo? Ông ta lắc đầu, Diệp thành chủ, vấn đề là người mà đại thế giới huyền hoàng tìm hiện tại là vũ trụ hỗn độn các ngươi, không phải vũ trụ hảo hãn chúng ta. Diệp Huyên trầm mặc. Ông ta cười nói tiếp, Diệp thành chủ, thứ cho ta nói thẳng, đây là chuyện của vũ trụ hỗn độn các ngươi với đại thế giới huyền hoàng, không liên quan gì tới chúng ta, ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên nhìn ông ta, ông có thể thay mặt cho cả vũ trụ hảo hãn à? Ông ta trả lời, đương nhiên có thể. Liêu Nguyên Tông ta chính là chủ nhân của vũ trụ hảo hãn. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhìn sang Triệu Mục, chúng ta đi thôi. Coi như hắn đã hiểu. Liêu Nguyên Tông muốn làm ngư ông đắc lợi, hoặc nói là chuyện không liên quan, gạt sang một bên. Đối phương đã có suy nghĩ này, hắn nói thêm nữa cũng chỉ tự rước nhục cho mình thôi. Vào lúc hai người định đi, người đàn ông áo bào trắng chợt gọi lại, Diệp thành chủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.